Ngu dại độc phi không dễ chọc, chương 230. Giết gà dọa khỉ, nguồn truyện audio cv.com. Tướng phủ đại sảnh, Mục Thanh Ca từ sương khói trong tay tiếp nhận chén trà. Sau đó thong thả ung dung nhấm nháp lên, mà trong phủ cơ hồ sở hữu nha hoàn nô tài đều đứng ở đại sảnh bên ngoài chờ xử lý. Quỳ gối chính giữa đại sảnh chính là đó là Mã Phu, Minh quản gia cùng Lý Nguyên chạm đến một bên chờ đại tiểu thư điều khiển. Mục Chỉ Lan khoan thai tới muộn, nhìn đến này bức họa mặt còn có quỳ gối trung ương Mã Phu đã hiểu được. Nha, đây là phát sinh sự tình gì? Tỷ tỷ cứ như vậy cấp gọi Chỉ Lan tiến đến cái gọi là chuyện gì? Sau đó coi như không có nhìn đến cái kia Mã Phu giống nhau, cười khanh khách đi đến Mục Thanh Ca hạ tòa vị trí liền phải ngồi xuống. Mục Thanh Ca đem chén trà buông, chén trà đụng tới cái bàn thanh âm không lớn, chính là ở yên tĩnh không tiếng động đại sảnh bên trong lại có vẻ phi thường thanh thúy. Ta có làm ngươi ngồi xuống sao? Mục Chỉ Lan động tác cứng đờ, sau đó có chút không biết làm sao đứng lên. Mục Thanh Ca nhìn về phía Quỳ Mã Phu, người ở tướng phủ đãi bao lâu? Mã Phu có chút câu thúc bất quá vẫn là thành thành thật thật trả lời. Đại tiểu thư, tiểu nhân ở tướng phủ đã đãi 6 năm. Trong thanh âm mang theo một tia trấn định, đừng nhìn hắn làm người thành thật kỳ thật khôn khéo tàn nhẫn, cũng thực sẽ tính kế. 6 năm, thực hảo, vậy ngươi biết hiện tại là ai đương gia làm chủ sao? Là đại tiểu thư, khó được a, ngươi còn biết là ta a, vậy ngươi còn biết tự tiện đem xe ngựa khai đi. Mã Phu nhược nhược nói, đại tiểu thư, nhị tiểu thư phải về tới, tiểu nhân không có cách nào cho nên mới. Mã Phu nói nhìn mắt Mục Chỉ Lan, Mục Chỉ Lan cười cười nói. Tỷ tỷ, ngươi làm ta trở về, ta liền đã trở lại, chính là xe ngựa chỉ có một chiếc, muội muội chỉ có thể đi trước ngồi trở lại tới. Nghĩ tỷ tỷ hẳn là không có nhanh như vậy, cho nên đến phủ lúc sau liền nghĩ làm Mã Phu lại trở về tiếp tỷ tỷ, khả năng trong lúc nhất thời đã quên phân phó đi xuống. Minh quản gia cao mày quét mắt Mục Chỉ Lan, hắn nhìn đến xe ngựa trở về hết sức còn hỏi đại tiểu thư hành tung. Rốt cuộc hai vị tiểu thư là cùng đi ra ngoài, chính là nhị tiểu thư lại nói đại tiểu thư sẽ ở Cảm Nghiệp chùa đãi lâu một chút, cho nên hắn cũng không có tưởng nhiều như vậy, lại không có nghĩ đến. Cho nên ngươi liền làm ta một đường đi trở về tới. Mục Thanh Ca nhẹ phúng nói. Mục Chỉ Lan tự trách nói. Tỷ tỷ, là Chỉ Lan sai, Chỉ Lan không nên đi trước, hẳn là chờ tỷ tỷ cùng nhau, Chỉ Lan biết sai rồi. Mục Thanh Ca nâng chung trà lên nhấp một ngụm, Mục Chỉ Lan nhìn chậm gì gì Mục Thanh Ca, nàng nhìn như cái gì đều không để bụng, nhưng là trên người thanh lãnh hơi thở lại không người có thể bỏ qua. Mã Phu tựa hồ cũng ý thức được sự tình càng thêm nghiêm trọng. Hắn nguyên tưởng rằng Cảm Nghiệp chùa người sẽ có xe ngựa đưa đại tiểu thư trở về. Cũng cho rằng đại tiểu thư sẽ mượn người khác xe, lại không có nghĩ đến đại tiểu thư cư nhiên là chính mình đi trở về tới. Như vậy lớn lên lộ trình, Mã Phu có chút kính nể đại tiểu thư, chỉ sợ kinh đô quý nữ bên trong chỉ có đại tiểu thư có bổn sự này đi. Mã Phu tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là như cũ không có cho rằng chính mình sai rồi. Rốt cuộc nhị tiểu thư cũng là hắn chủ tử, hắn không cho rằng chính mình sai rồi. Hơn nữa ở tướng phủ 6 năm, liền số tam di nương cùng nhị tiểu thư địa vị tối cao, tuy rằng tam di nương đi rồi, nhị tiểu thư địa vị không cần từ trước, chính là ở Mã Phu cho rằng này hết thảy chỉ là tạm thời. Hơn nữa bên ngoài đều truyền khắp nhị tiểu thư sẽ là tứ hoàng tử Trắc Phi. Chuyện audio cv.com, về sau nói không chừng sẽ có càng cao thù vinh, là nhất không thể đắc tội, mà đại tiểu thư tuy rằng cùng cửu vương gia giao hảo. Nhưng là ai đều biết cửu vương gia sẽ nghênh thú đông ly lật dương quận chúa, cho nên hắn cân nhắc một chút liền biết ai thân phận mới là chân chính cao quý. Mục Thanh Ca tự nhiên biết cái này, Mã Phu trong lòng suy nghĩ, trong lòng cười lạnh chậm rãi đứng lên nói. Ta mặc kệ các ngươi trong lòng là thế nào, nhưng là thân là tướng phủ nô tài không nghe chủ tử nói, chủ tử muốn các ngươi có tác dụng gì? Đại tiểu thư, tiểu nhân là nghe chủ tử nói hành sự. Mã Phu phản bác nói. Mục Thanh Ca cười lạnh hỏi. Ta đây hỏi ngươi, ở tướng phủ ai là chủ tử? Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đều là tiểu nhân chủ tử. Tỷ tỷ, ngươi nếu là sinh khí trách phạt Chỉ Lan liền hảo, là Chỉ Lan làm hắn trước đưa Chỉ Lan trở về. Mục Chỉ Lan nhu nhược nói, thoạt nhìn như là bị thiên đại ủy khuất. Mục Thanh Ca đi đến Mục Chỉ Lan trước mặt, ta là đích, ngươi là thứ, ta là trường, ngươi là tiểu, ngươi ta trước mặt ta là tôn. Nói lạnh lùng liếc hướng Mã Phu, ngươi biết ngươi phạm vào cái gì sai sao? Ở tướng phủ lớn nhất chủ tử trừ bỏ tướng ra, đó là ta, tướng phủ là từ ta quản ra, đừng cho là ta không biết các ngươi trong lòng tưởng chính là cái gì, các ngươi ở tướng phủ một ngày đó là tướng phủ nô tài, đều phải nghe ta. Mã Phu lúc này mới ý thức được chính mình có lẽ chân chính sai rồi. Nhị tiểu thư tuy rằng phải gả cho tứ hoàng tử chính là rốt cuộc còn ở tướng phủ, mà tướng phủ hiện giờ lớn nhất nhất được sủng ái chính là đại tiểu thư. Đại tiểu thư, tiểu nhân biết sai rồi, đại tiểu thư. Mục Chỉ Lan sắc mặt dần dần trắng bệch.
tỷ tỷ, người ta tỷ muội chi gian dùng đến so đo như vậy nhiều sao? Chúng ta không đều là tướng phủ tiểu thư sao, tỷ tỷ cần gì phải như thế bức người đâu? Chỉ tiếc Mục Thanh Ca liền cái con mắt đều không có cấp Mục Chỉ Lan, lạnh lùng nhìn Mã Phu sau đó đối với quản gia đám người phân phó đi xuống. Trượng đánh 40, cho ta đuổi ra ngoài. Đúng vậy, Minh quản gia gật gật đầu người, sau đó liền gọi người tiến đến đem người kéo xuống. Mã Phu sắc mặt đại biến, đột nhiên bổ nhào vào phía trước ý đồ đi kéo đại tiểu thư vạt áo cầu tình. Đại tiểu thư, không cần a, tiểu nhân biết sai rồi, đại tiểu thư, tiểu nhân thượng có lão hạ có tiểu, toàn dựa vào tiểu nhân dưỡng ra, đại tiểu thư, ngài khai ân a. Mục Thanh Ca cười lại, người thượng có lão hạ có tiểu quản ta chuyện gì, hay là ngươi còn cần ta tự mình đưa bọn họ đoạn đường sao? Mã Phu đem đại tiểu thư khóe miệng cười lạnh, còn có đáy mắt kia một mặt lạnh băng sát ý tức khắc nhắm lại miệng. Đời này hắn hối hận nhất đó là giờ khắc này, hắn không nên nghe nhị tiểu thư, chính là hiện tại ý thức được chính mình sai rồi, cũng đã chậm, chỉ có thể tùy ý bị người đem chính mình kéo đi xuống. Mà bên ngoài đứng nha hoàn bọn nô tài sắc mặt tất cả đều trắng bệch. Tuy rằng phủ đệ là đại tiểu thư quản gia, nhưng là đại tiểu thư luôn luôn rất ít khó xử bọn họ này đó làm nô tài. Quét tước lá dụng cư mấy cái nô tài cũng đều nói đại tiểu thư thực hảo ở chung. Chính là bọn họ lại trước sau đã quên không cần đi chạm đến đại tiểu thư điểm mấu chốt, một khi đại tiểu thư phát hỏa ai đều ngăn không được. Mà đương thuộc Mục Chỉ Lan sắc mặt khó nhất xem, Mục Thanh Ca làm như vậy còn không phải là tỏ vẻ về sau ai đều không chuẩn nghe nàng, ai đều không chuẩn đối nàng hảo sao. Lý Nguyên Tán thường nhìn mắt Mục Thanh Ca, nàng làm như vậy là đúng. Này hơn nửa năm qua đại tiểu thư vẫn luôn đều không ở phủ đệ. Tuy rằng thất di nương quản gia, nhưng là thất di nương quá mức ôn hòa, mà hắn cũng thuộc về người ngoài. Không hảo nhúng tay béo phệ nghi Mục Chỉ Lan, hiện giờ đại tiểu thư như vậy cách làm chưa chắc không phải giết gà dọa khỉ, nói cho đại gia ai mới là tướng phủ lớn nhất. Tỷ tỷ, Chỉ Lan có chút thân thể không khỏe, liền đi trước cáo từ. Nói liền muốn rời đi, ta có làm ngươi đi sao? Mục Thanh Ca ngón tay phất qua chén trà ly duyên, một câu liền đã làm Mục Chỉ Lan dừng bước chân. Cậy sủng mà kêu, không màng đích tỷ thiên tử phạm pháp đều có thể cùng thứ dân cùng tội. Người muốn trừng phạt ta? Mục Chỉ Lan không dám tin tưởng nhìn Mục Thanh Ca. Trượng trách 20, tiểu trừng đại giới. Người dám? Mục Chỉ Lan bất chấp như vậy nhiều chỉ vào Mục Thanh Ca kêu lên. Tỷ tỷ cũng không nên đã quên ta thân phận, hoàng thượng thực mau liền sẽ hạ chỉ làm ta gả vào tứ hoàng tử phủ, đến lúc đó ta thân phận nhưng ngươi quý trọng, ngươi tưởng dĩ hạ phạm thượng sao? Cách chương. Ngu dại độc phi không dễ chọc chương 231. Tướng phủ không dưỡng người rảnh rỗi, nguồn chuyện audio cv.com. Sương khói lạnh lùng nói, nhị tiểu thư lời này sai rồi, hoàng thượng còn không có hạ chỉ. Ngươi hiện tại như cũ chỉ là tướng phủ thứ nhị tiểu thư. Tiểu thư tự nhiên có tư cách xử trí ngươi. Đừng nói ngươi hiện tại còn không có gả vào tứ hoàng tử phủ. Dù cho ngươi gả vào tứ hoàng tử phủ, cũng bất quá kẻ hèn chắc phi chi vị tiểu thư quý vì Thụy Dương quận chúa. Đừng nói chắc phi, ngay cả chính phi thấy tiểu thư đều phải hành lễ, huống chi là ngươi. Sương khói càng nói một câu, Mục Chỉ Lan sắc mặt càng thêm khó coi. Mắt thấy liền sắp té xỉu. Nàng trong khoảng thời gian ngắn quá mức đắc ý cư nhiên đã quên nàng vẫn là hoàng thượng tự mình sắc phong Thụy Dương quận chúa. Thân phận do công chúa còn muốn tôn quý, Mục Chỉ Lan còn ý đồ kêu lên. Tỷ tỷ, ngươi là của ta thân tỷ tỷ, chẳng lẽ thật sự muốn như vậy đối đãi Chỉ Lan sao? Mục Chỉ Lan nói nước mắt liền chảy ào ào hạ, nguyên lai ngươi cũng biết a. Mục Thanh Ca lấy một bộ không đơn giản bộ dáng nhìn Mục Chỉ Lan. Rồi sau đó dùng sức chụp bàn dựng lên, bang một tiếng làm bên ngoài nha hoàn bọn nô tài sôi nổi sợ tới mức quỳ xuống, Mục Thanh Ca mắt lạnh nhìn Mục Thanh Ca cả giận nói. Ngươi làm ta từ cảm nghiệp chùa một đường đi trở về tới, như thế nào liền không có nghĩ tới ta là tỷ tỷ ngươi đâu. Ngươi tới, cho ta ngay tại chỗ trượng trách, ta muốn đích thân giám sát. Mục Thanh Ca lạnh lùng nói. Sau đó liền nhìn đến có hai cái gia đinh cầm gậy gộc nhanh chóng đã đi tới. Sau đó đối với nhị tiểu thư nói câu đắc tội, liền muốn đem nhị tiểu thư áp chế hạ nhân chuyển đến trường ghế thượng, Mục Chỉ Lan dãy giụa kêu lên. Tỷ tỷ, Chỉ Lan biết sai rồi, tỷ tỷ tha Chỉ Lan lần này đi tỷ tỷ. Mục Thanh Ca lại trước sau không có phản ứng. Tứ hoàng tử đến, không có người nghĩ đến Phượng Nguyệt Minh cư nhiên ở ngay lúc này lại đây. Mục Chỉ Lan trong mắt mang theo kinh hỉ, sau đó ném ra hai cái hạ nhân tay kêu lên. Làm cằn, các ngươi còn không cho ta buông ra, chờ hạ ta liền phải tứ hoàng tử chém đầu của các ngươi. Hai cái nô tài không biết làm sao lại vẫn là nhìn về phía Mục Thanh Ca chờ nàng chỉ thị, Mục Thanh Ca ý bảo làm cho bọn họ buông ra, hai cái nô tài liền lập tức buông ra tay lui đến một bên. Mục Thanh Ca đem Phượng Nguyệt Minh đi vào đại sảnh bên trong, liền đứng dậy uốn gối kêu. Tứ hoàng tử, Mục Chỉ Lan liên tục tiến lên vài bước liếc mắt đưa tình kêu.
Phượng Nguyệt Minh nhìn mắt trước mặt tình huống. Đây là phát sinh sự tình gì? Đoàn người hành quá lễ lúc sau. Đem Phượng Nguyệt Minh hỏi lại ai cũng không dám trả lời. Minh quản ra lời ít mà ý nhiều đem sự tình nói một lần. Nghe được Mục Thanh Ca cư nhiên từ cảm nghiệp chùa một đường đi trở về tới đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Mà Mục Chỉ Lan lại còn không biết sai, cho rằng Phượng Nguyệt Minh sẽ đứng ở phía chính mình vì thế nói. Điện hạ, ngài xem tỷ tỷ chính là như vậy chuyện bé xé ra to. Phượng Nguyệt Minh không có phản ứng Mục Chỉ Lan, ngược lại đối với Mục Thanh Ca khiêm tốn hỏi ấm. Người thật sự từ cảm nghiệp chùa đi trở về tới. Bằng không tứ hoàng tử cho rằng ta là như thế nào trở về. Như thế nào không biết kêu cái xe, mà Mục Chỉ Lan nếu không có là Bích Hoàn ở phía sau nâng chỉ sợ đã sớm ngã xuống trên mặt đất, nàng không nghĩ tới câu đầu tiên cư nhiên là quan tâm Mục Thanh Ca. Phượng Nguyệt Minh lạnh giọng hỏi, cái kia mã phu đâu, loại này Mục vô tôn trưởng người nên trực tiếp chém xong việc. Mục Thanh Ca trong lòng lại là nghĩ đối với tứ hoàng tử loại người này, xem ra nàng vẫn là ôn nhu thiện lương, ít nhất nàng chỉ đánh nhân ra một đốn đuổi ra ngoài. Làm phiền tứ hoàng tử lo lắng, tướng phủ người ta có thể tự hành xử lý. Nói nhìn về phía Mục Chỉ Lan, sau đó ý bảo kia hai cái nô tài đi lên chấp hành. Kia hai cái nô tài liền muốn thủ sẵn Mục Chỉ Lan đôi tay áp chế, Mục Chỉ Lan vội vàng giãy giụa bổ nhào vào tứ hoàng tử bên người kêu lên. Điện hạ, Chỉ Lan không phải cố ý, Chỉ Lan chỉ là nhất thời đã quên làm mã phu trở về tiếp tỷ tỷ, Chỉ Lan đã biết sai rồi, chính là tỷ tỷ lại chính là muốn trượng trách Chỉ Lan, điện hạ. Chuyện audio cv.com, Phượng Nguyệt Minh hơi hơi nhíu hạ mày, tựa hồ ở suy xét chuyện này tầm quan trọng. Trong lòng dù cho lại không mừng Mục Chỉ Lan, chính là bên ngoài người biết Mục Chỉ Lan sẽ là hắn chắc phi, nàng bị đánh không quan trọng chính là liên lụy chính là hắn thanh danh, tứ hoàng tử nghĩ liền nhìn về phía Mục Thanh Ca nói. Thanh Ca, ngươi xem có thể hay không xem ở ta mặt mũi thượng, bỏ qua cho lần này. Mục Chỉ Lan khóe miệng cong lên, nàng liền biết kỳ thật tứ hoàng tử trong lòng vẫn là có chính mình. Nói trong mắt mang theo đắc ý nhìn về phía Mục Thanh Ca có tứ hoàng tử chống lưng, nàng liền không tin Mục Thanh Ca còn dám đối chính mình dụng hình. Chính là nàng hiển nhiên xem nhẹ Mục Thanh Ca, chỉ thấy Mục Thanh Ca phi thường nghiêm túc nhìn Phượng Nguyệt Minh nói. Tứ hoàng tử mặt mũi ở tướng phủ lại có thể để được với cái gì đâu. Nếu là thừa tướng cha ở chỉ sợ còn có thể cấp tứ hoàng tử một cái mặt mũi, chỉ tiếc thừa tướng cha không ở. Thanh ca ngươi, Mục Thanh Ca trực tiếp đánh gãy Phượng Nguyệt Minh nói. Nếu là tứ hoàng tử muốn bỏ qua cho nàng lần này cũng đúng, vậy từ tứ hoàng tử đại nàng chịu quá như thế nào? Thế gian có thể nói ra lời này chỉ sợ chỉ có Mục Thanh Ca một người đi, cư nhiên còn dám uy hiếp hoàng tử. Phượng Nguyệt Minh sắc mặt khẽ biến, mà Mục Chỉ Lan cũng là một bộ hoàn toàn liền không có nghĩ đến bộ dáng, nhìn Mục Thanh Ca sắc mặt càng thêm khó coi. Tỷ tỷ đánh Chỉ Lan thì tốt rồi, việc này cùng điện hạ không quan hệ, hết thảy đều là Chỉ Lan sai, Chỉ Lan nguyện ý bị phạt. Như vậy không phải hảo sao? Mục Thanh Ca nhàn nhạt cười, sau đó làm kia hai cái nô tài bắt đầu chấp hành. Mục Chỉ Lan lúc trước còn có thể nhịn xuống không gọi. Rốt cuộc nhiều người như vậy nhìn cỡ nào mất mặt sự tình. Mà còn có điện hạ ở bên cạnh, Mục Chỉ Lan gắt gao chịu đựng chính là phi người giống nhau tra tấn làm Mục Chỉ Lan đau mồ hôi lạnh rơi, rốt cuộc nhịn không được ăn đau ra tiếng. Phượng Nguyệt Minh tựa hồ không có nghe được giống nhau đứng ở Mục Thanh Ca bên người. Người thật tàn nhẫn, thật đáng mừng tứ hoàng tử cuối cùng thấy rõ ràng. Người biết nàng về sau thân phận cư nhiên còn dám như vậy trừng phạt nàng, sẽ không sợ về sau nàng tìm ngươi tính sổ sao? Vẫn là ngươi liệu định về sau thân phận của ngươi như cũ so nàng tôn quý. Phượng Nguyệt Minh ngôn ngữ bên trong mang theo ba phần thử tựa hồ tưởng từ miệng nàng chung được đến chính mình muốn đáp án. Tứ hoàng tử tưởng nghĩ như thế nào liền như vậy tưởng. Cùng ta không quan hệ, đến nỗi nàng về sau hay không tìm ta tính sổ, dù cho là muốn mệnh một cái, lại có gì phương, ta Mục Thanh Ca tuyệt đối không cho phép người khác lại khinh nhục một chút. Phượng Nguyệt Minh hiện lên một tia kinh ngạc sau đó hơi hơi nhướng mày. Không đến một hồi, 20 trượng liền đã hoàn thành. Mục Chỉ Lan cả người đều lâm vào hôn mê bên trong. Mục Thanh Ca lại xem đều không xem một cái mang theo sương khói liền trực tiếp tự hành rời đi. Đi ra đại sảnh thời điểm Mục Thanh Ca nhìn chung quanh một vòng, chỉ thấy những cái đó nha hoàn bọn nô tài đều nơm nớp lo sợ, Mục Thanh Ca khơi mà một tia cười lạnh nói. Về sau muốn nịnh bợ người cũng đến đem đôi mắt phóng lượng một chút, ta tướng phủ không dưỡng người rảnh rỗi. Những cái đó nha hoàn bọn nô tài toàn bộ đều nơm nớp lo sợ gật đầu, sau đó ở được đến quản gia sau khi phân phó toàn bộ lấy phi thường mau tốc độ biến mất ở trước mặt. Tiểu thư, Bích Hoàn quỳ gối hôn mê ở trường ghế thượng Mục Chỉ Lan trước mặt, chỉ tiếc Mục Chỉ Lan đã hoàn toàn đã không có ý thức. Phượng Nguyệt Minh mang theo ba phần chán ghét nhìn chật vật bất kham Mục Chỉ Lan. Làm ngự y tới xem một chút, nói xong, lúc sau liền đi rồi. Bích Hoàn nhìn về phía Phượng Nguyệt Minh rời đi tầm mắt. Sau đó mang theo đồng tình nhìn Mục Chỉ Lan. Tiểu thư a, người là có bao nhiêu ngốc a?
như vậy một người nam nhân ngươi còn coi như bảo. Ngu dại cho rằng nhân gia sẽ vì ngươi, kết quả đâu, tứ hoàng tử chính là liền xem đều không muốn xem ngươi liếc mắt một cái, Bích Hoàn khóe miệng cũng mang theo cười lạnh, cách Trương. Ngu dại độc phi không dễ chọc, chương 232. Ngươi nói cái giá đi, nguồn truyện audio cv.com. Mục Thanh Ca trở lại phòng lúc sau liền lập tức ngồi vào giường nệm đi lên. Sau đó đem giày vớ diệt trừ. Ôm chính mình chân nhìn lòng bàn chân đều là đi ra bọt nước, thoạt nhìn là như vậy mượt mà đáng yêu, đương nhiên này nếu là lớn lên ở người khác trên chân nàng sẽ như vậy cảm thấy. Sương khói bưng nước ấm tiến vào liền nhìn đến Mục Thanh Ca trình ôm chính mình chân, sương khói đem nước ấm đặt ở trên mặt đất, sau đó đối với Mục Thanh Ca nói. Tiểu thư, người trên chân bọt nước yêu cầu chọn rớt ta đến đây đi. Mục Thanh Ca đem trong tay châm đưa cho sương khói. Sương khói thật cẩn thận bắt lấy Mục Thanh Ca chân, sau đó một cái tiếp theo một cái chọn phá. Mục Thanh Ca tuy rằng không có kêu đau chính là mày lại nhíu lại. Thân thể này quá mức thể nhược, không có thường xuyên vận công, quan hệ thể chất rất kém cỏi, đi rồi như vậy một đoạn đường chân liền khởi phao. Người chân đâu, không có việc gì sao? Mục Thanh Ca hỏi, sương khói cười cười nói. Tiểu thư yên tâm, ta không có việc gì, điểm này lộ trình đối với ta mà nói căn bản là không tính cái gì. Mục Thanh Ca nghĩ nàng là ám vệ sinh ra, không biết đã trải qua nhiều ít lăn lộn mới có thể sống sót, điểm này lộ trình đối nàng mà nói đích xác không tính cái gì. Chọn phá hảo lúc sau, sương khói lập tức cấp Mục Thanh Ca bôi lên một ít thuốc mỡ, sau đó đem nàng hai chân đều cấp bao vây lại. XX, Lật Dương quận chúa đi đến dịch quán hậu viện chỗ, không thể không nói Nam Sở đem kinh đô dịch quán thiết kế thực hảo. Núi giả nước trong, mùi hoa vờn quanh, mà ở tứ giác đỉnh hóng gió bên trong hiên viên lãng đang ở cùng một người đánh cờ, Lật Dương quận chúa bước chân hơi hơi dừng lại. Trong đình hai người tựa hồ đắm chìm ở đánh cờ lạc thú bên trong. Mặt ngoài là phong khinh vân đạm, kỳ thật sóng gió mãnh liệt, Lật Dương quận chúa tới kinh đô đã qua nửa tháng lâu. Nhưng là hoàng đình bên trong lại vẫn là không có hạ đạt thánh chỉ vì nàng tứ hôn, Lật Dương quận chúa đột nhiên nhớ tới người kia tướng phủ Thụy Dương quận chúa. Bàn cờ phía trên, hiên viên lãng từng bước ép sát mà Phượng Tuyệt Trần còn lại là hoãn binh chi sách mai phục rơi vào, đại khái qua nửa khắc chung, hiên viên lãng mới đưa trong tay quân cờ để vào cờ hộp bên trong. Ta thua tâm phục khẩu phục, chỉ thắng con rể, nếu là ở chiến trường phía trên, chỉ sợ bổn thái tử liền phải toàn quân bị diệt. Phượng Tuyệt Trần cười cười cũng không nói tiếp, Lật Dương, hiên viên lãng nhìn đứng ở nơi xa Lật Dương quận chúa kêu. Lật Dương quận chúa mỉm cười đã đi tới, sau đó đối với Phượng Tuyệt Trần được rồi một cái tiêu chuẩn cung đình lễ tiết. Lật Dương gặp qua cửu vương gia, quận chúa xin đứng lên. Lật Dương quận chúa nhìn mắt bàn cờ, liền cười nói. Sớm nghe nói Nam Sở cửu vương gia không đơn thuần chỉ là võ công sâu không lường được. Ngay cả mưu lự trị quốc đều là thượng tầng, Nam Sở có thể có cửu vương gia nhân tài như vậy thật là tam sinh đã tu luyện phúc khí. Phượng Tuyệt Trần mặt vô thần sắc chỉ là hơi hơi gật đầu tựa hồ ứng thừa nàng khen tặng. Hôm nay thời tiết thượng giai, không biết cửu vương gia nhưng nguyện cùng đi Lật Dương cùng đi vùng ngoại ô cưỡi ngựa. Lật Dương quận chúa cười hỏi, hiên viên lãng ngẩng đầu nhìn xem thời tiết, sau đó cười đứng lên nói. Lật Dương, cái này đề nghị thật đúng là không tồi a, bổn thái tử cũng muốn đi lưu lưu mã, không biết cửu vương gia ý hạ như thế nào. Hiên viên lãng mắt thấy Phượng Tuyệt Trần muốn cự tuyệt Lật Dương đề nghị, liền lập tức nói. Phượng Tuyệt Trần nhìn mắt hiên viên lãng, sau đó đứng lên. Thỉnh, mà Phượng Tuyệt Trần cùng hiên viên lãng hiển nhiên không nghĩ tới vùng ngoại ô cưỡi ngựa không đơn giản chỉ là bọn hắn có hứng thú. Mục Thanh Ca đồng dạng rất có hứng thú, mà đối với Phượng Tuyệt Trần cùng hiên viên lãng đã đến Mục Thanh Ca hiển nhiên không có dự đoán được hơi hơi kinh ngạc rất nhiều vẫn là đi qua. Cửu vương gia, hiên viên thái tử, Mục Thanh Ca hơi hơi uốn gối kêu, bởi vì Mục Thanh Ca muốn rèn luyện này phó thể chất rất kém cỏi thân thể, nghĩ hãn huyết bảo mã cũng nên mang ra tới lưu lưu cho nên liền tuyển hôm nay ra tới cưỡi ngựa vận động vận động. Chuyện audio cv.com, Thụy Dương quận chúa, hiên viên lãng chắp tay thi lễ gọi, thật là xảo, cư nhiên ở chỗ này còn có thể gặp được Thụy Dương quận chúa. Bất quá nghe nói trước hai ngày Thụy Dương quận chúa từ cảm nghiệp chùa một đường đi trở về tướng phủ chân bị thương, không biết trước hạ nhưng có hảo chút. Tin tức thật đúng là linh thông a, lao hiên viên thái tử nhớ mong, tốt tàn nhẫn, Phượng Tuyệt Trần không màng người khác ánh mắt trực tiếp đi đến Mục Thanh Ca bên người. Chân còn không có hảo toàn liền ra tới đi lại. Mục Thanh Ca lắc đầu nói, lau thuốc mỡ đã sớm không có việc gì. Phượng Tuyệt Trần mềm nhẹ phất quá nàng bị gió thổi qua sợi tóc. Lật Dương quận chúa chậm rãi mà đến, nhìn đến Phượng Tuyệt Trần ôn nhu động tác, Lật Dương quận chúa bước chân đột nhiên ngừng lại, trong mắt mang theo một tia không dám tin tưởng, không dám tin tưởng cái kia thiết huyết vô tình Nam Sở cửu vương gia cư nhiên sẽ có như vậy nhu tình thời điểm.
Lật Dương quận chúa tin tưởng trong thiên hạ sở hữu nữ tử đều nguyện ý trầm luân ở hắn nhu tình bên trong. Chỉ tiếc hắn nhu tình chỉ nhằm vào với một người. Nàng ăn mặc đều phi thường tố nhã đơn giản, chính là lại rất sẽ phối hợp. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì người ta đều nói nam sở Thụy Dương quận chúa tuy rằng tướng mạo bình phàm. Chính là kia độc hữu khí chất lại tùy thời tùy chỗ hấp dẫn người ánh mắt, bất luận nàng xuyên cái gì, đều có vẻ như vậy cao quý. Lật Dương quận chúa theo bản năng nhìn về phía Hiên Viên Lãng. Nàng tựa hồ là lần đầu tiên nhìn đến Lãng ca ca là như vậy nghiêm túc nhìn về phía một nữ tử, Lật Dương quận chúa áp xuống trong lòng không khỏe đã đi tới. Thụy Dương quận chúa, Mục Thanh ca xem như cùng Lật Dương quận chúa thân phận giống nhau. Không cần hành đại lễ, Mục Thanh ca cũng chỉ là hơi hơi gật đầu tỏ vẻ, Lật Dương quận chúa nhướng mày cười, gương mặt hai cái tiểu lốc xoáy đặc biệt rõ ràng. Không nghĩ tới Thụy Dương quận chúa cũng là lúc này tới cưỡi ngựa a, thật đúng là vừa vặn. Rõ ràng chính là một kiện thực trùng hợp sự tình, chính là trải qua Lật Dương quận chúa như vậy vừa nói, thật đúng là để cho người khác nghe xong có chút cố tình an bài giống nhau. Phượng Tuyệt Trần cùng Mục Thanh ca đối với Lật Dương quận chúa nói mắt điếc tai ngơ. Mà Mục Thanh ca phía sau Xích Liệt lại là nhàn nhã chạy tới chủ nhân bên cạnh người. Dùng đầu cọ cọ Mục Thanh ca cánh tay, dường như ở làm nũng giống nhau, kia một đôi thủy thủy đôi mắt lên án nhìn Mục Thanh ca, giống như đang nói ngươi dẫn ta ra tới lại không đi bộ ta. Mục Thanh ca nhu hòa cười cười yên lặng Xích Liệt nháo đến. Lật Dương quận chúa nhìn đến Xích Liệt đôi mắt đột nhiên phóng lượng. Đây là hãn huyết bảo mã. Tuy rằng cùng nàng thiên lý mã giống nhau ngày đi nghìn dặm. Nhưng là Lật Dương quận chúa biết rõ trong đó khác biệt. Nàng ở Đông Ly thời điểm hao hết tâm tư muốn một con hãn huyết bảo mã. Cuối cùng lại vẫn là tìm không được, chính là nàng nhìn đến Xích Liệt liếc mắt một cái liền biết này con ngựa là hãn huyết bảo mã trung nhất thượng tầng, chỉ sợ cũng là ngàn dặm mới tìm được một. Hiên Viên Lãng trong mắt cũng mang theo kinh ngạc, không nghĩ tới Mục Thanh ca bên người cư nhiên dưỡng một con ngàn dặm mới tìm được một hãn huyết bảo mã. Phượng Tuyệt Trần đã sớm biết cho nên không có cảm thấy quá kinh ngạc, chỉ là tiến đến Mục Thanh ca bên tai hỏi. Đây là Phượng Lan Dực kia tiểu tử tặng cho ngươi. Cái gì kia tiểu tử? Nhân gia tốt xấu cũng là ngươi cháu trai a. Mục Thanh ca mặc danh thở dài. Cũng không phải tặng không a, ta đáp ứng rồi hắn một điều kiện, bất quá đã hoàn thành. Phượng Tuyệt Trần đối với Mục Thanh ca bên người đã phát sinh sự tình rõ ràng. Tự nhiên cũng biết ngày ấy cũng là Phượng Lan Dực cố tình an bài, tuy rằng cho thấy cái gì đều không có làm, nhưng là ngầm cũng tự cấp Phượng Lan Dực tạo áp lực. Mà bên này Lật Dương quận chúa đã muốn chạy tới Xích Liệt bên người. Tựa hồ muốn duỗi tay sờ sờ, chỉ là Xích Liệt ngạo kiều nâng lên cổ không cho Lật Dương quận chúa đụng vào. Không có đi cắn nàng, cùng với ngươi tính ra là thực cho nàng mặt mũi, như vậy tính tình, Lật Dương quận chúa càng thêm thích liền nói. Này con ngựa ta muốn, ngươi nói cái giá đi. Mục Thanh ca nghiêng đầu nhìn về phía Lật Dương quận chúa, tự nhiên có thể nhìn đến nàng đáy mắt thích hận không thể lập tức liền đem Xích Liệt dắt đi, lập tức không chút khách khí nói. Nếu là cái gì đều có thể đủ dùng tiền sao, Lật Dương quận chúa cảm thấy có ý tứ sao? Ngươi lời này có ý tứ gì, Lật Dương quận chúa trừng mắt Mục Thanh ca, ngươi nếu là không nghĩ bán, nói thẳng, cách trương. Mù Dại Độc Phi không dễ chọc chương 233. Ngươi thích Phượng Tuyệt Trần sao? Nguồn truyện audio cv.com, Mục Thanh ca trả lời. Chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ trực tiếp sao? Ngươi, Lật Dương quận chúa sắc mặt xanh mét. Lật Dương, Hiên Viên Lãng mang theo quở trách ngữ khí gọi, sau đó đối với Mục Thanh ca nói. Lật Dương lúc còn rất nhỏ liền thực thích mã. Rất nhiều mã nàng đều xem qua biết, ngay cả khó gặp thiên lý mã cũng có vài thất nàng nhưng vẫn vô duyên nhìn thấy hãn huyết bảo mã cho nên mới sẽ nói năng lỗ mãng, Thụy Dương quận chúa thứ lỗi. Lật Dương quận chúa khẽ cắn môi bắt đầu nói điều kiện. Nếu không như vậy, ta dùng hai thất thiên lý mã đổi ngươi này thất hãn huyết bảo mã. Thiên lý mã đồng dạng cũng là giá trị thiên kim, hai thất đổi một con hãn huyết bảo mã dư giả, nếu là người khác khẳng định thay đổi, chính là Lật Dương quận chúa gặp được chính là Mục Thanh ca. Không đổi, đơn giản sáng tỏ hai chữ, mà Xích Liệt tựa hồ biết Lật Dương quận chúa ở cùng nhà mình chủ tử nói điều kiện. Lập tức cũng không khách khí trực tiếp đối với Lật Dương quận chúa vươn tay liền phải cắn đi xuống. May mà Hiên Viên Lãng tay mắt lanh lẹ kéo qua Lật Dương quận chúa, nếu không cánh tay khẳng định sẽ bị cắn chung, Hiên Viên Lãng thở vào nhẹ nhõm lôi kéo Lật Dương quận chúa trách mắng. Lật Dương, không cần hồ nháo. Không, ta chính là thích kia con ngựa. Lật Dương quận chúa mang theo kiều khí nói. Nàng đều không phải là cái vô cớ gây rối người. Chỉ là quá mức thích hãn huyết bảo mã. Hơn nữa nàng không thích Mục Thanh ca. Mà chính mình tâm tâm niệm niệm bảo mã, BMW, lại ở chính mình người đáng ghét trong tay, Lật Dương quận chúa trong lòng có bao nhiêu không cân bằng có thể nghĩ. Mục Thanh ca vuốt Xích Liệt đầu,
Tựa hồ ở Trần An nó bất an tâm, mà Phượng Tuyệt Trần tựa hồ cũng đối này con ngựa tới hứng thú, lập tức duỗi tay qua đi, Xích Liệt liền muốn táp tới, Mục Thanh Ca vội vàng kêu lên. Xích Liệt không thể. Xích Liệt liền ủy ủy khuất khuất trừng lớn đôi mắt nhìn Mục Thanh Ca tựa hồ ở lên án nàng giống nhau. Hắn là ta quan trọng nhất người, cho nên ngươi không thể khi dễ hắn. Mục Thanh Ca ôn nhu nói. Phượng Tuyệt Trần tay hơi hơi một đốn, sau đó mơn trớn Xích Liệt đầu, ôn nhu nhìn Mục Thanh Ca nói. Xích Liệt, tên hay, Mục Thanh Ca cười mà qua, mà bị xem nhẹ hai người trong lòng đều có chút không dễ chịu. Đặc biệt là Lật Dương quận chúa một phen liền ném ra Hiên Viên Lãng tay. Sau đó nhanh chóng đi đến Xích Liệt bên người, ở mọi người xúc không kịp phòng thời điểm Lật Dương quận chúa xoát một chút trực tiếp xoay người lên ngựa. Cái này đến không được, Xích Liệt ngửa mặt lên trời trường kêu thực trực tiếp liền đem trên lưng ngựa người cấp quăng đi ra ngoài. Lật Dương quận chúa trực tiếp quăng ngã cái trò ăn cứt trên đầu đều là thảo. Lật Dương, Hiên Viên Lãng vội vàng đi qua đi muốn nâng dậy Lật Dương quận chúa. Mục Thanh Ca khơi mà một tia buồn cười. Xích Liệt à, làm tốt lắm, buổi tối cho ngươi thêm cơm ha. Xích Liệt miệng mở ra phát ra để kêu thanh âm. Phượng Tuyệt Trần nhìn Mục Thanh Ca cười tủm tỉm bộ dáng. Đáy mắt cũng mang theo buồn cười, lại ở trong nháy mắt đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Phượng Tuyệt Trần nhanh chóng ôm chầm Mục Thanh Ca vòng eo, một cái tay khác liền bắt lấy huy tới roi. Lật Dương quận chúa, roi ngựa không phải dùng người đánh người. Nói thủ hạ dùng một chút lực chỉ thấy toàn bộ roi ngựa đều đứt gãy mà khai. Lật Dương quận chúa nhanh chóng buông tay, chính là bởi vì lực đạo quá lớn nàng không kịp phản ứng lòng bàn tay đã để lại vài đạo vết máu. Người, các ngươi thật quá đáng. Đến tột cùng là ai quá mức a? Lật Dương, chuyện audio cv.com, Hiên Viên Lãng lạnh giọng kêu. Lật Dương quận chúa sắc mặt khẽ biến. Nàng chưa từng có nghe qua Lãng ca ca dùng loại này ngữ khí gọi là gì tên. Giống như bị một trận gió lạnh thổi qua giống nhau. Lật Dương quận chúa bất chấp lòng bàn tay đau đớn chỉ có thể nhìn Lãng ca ca lạnh lùng tầm mắt. Lật Dương quận chúa rũ xuống đầu không nói chuyện nữa. Hiên Viên Lãng tiến lên chắp tay thi lễ. Cửu vương gia Thụy Dương quận chúa, bổn thái tử đại Lật Dương hướng hai vị tạ lỗi, còn hảo không có thương tổn đến Thụy Dương quận chúa. Mục Thanh Ca ở vừa rồi phát sinh xong trong nháy mắt liền nắm lên Phượng Tuyệt Trần tay. Nhìn hắn bởi vì trào roi ngựa mà lưu lại một đạo vết máu. Tuy rằng hảo lên không nghiêm trọng nhưng là Mục Thanh Ca lại không biết vì sao tâm như kim đâm một chút khó chịu, nếu là này roi rơi xuống nàng trên người còn không biết sẽ như thế nào tích. Lập tức đối với Hiên Viên Lãng xin lỗi cũng không chút khách khí lạnh giọng nói. Xin lỗi hữu dụng nói muốn nha môn làm cái gì, đều nói Đông Ly Lật Dương quận chúa là cái chi thư đạt lý. Linh động hiểu chuyện người, không nghĩ tới a, hôm nay nhưng thật ra làm ta mở rộng tầm mắt đoạt không đến mã liền muốn đánh người, hay là đây là các ngươi Đông Ly người quy củ sao? Ngươi, Lật Dương quận chúa sắc mặt biến đổi lập tức liền phải phản bác lại bị Hiên Viên Lãng một cái mắt lạnh ngăn lại, Hiên Viên Lãng ôn hòa nhìn Mục Thanh Ca nói. Là bổn thái tử quản giáo không tốt, trở về lúc sau chắc chắn nghiêm trị. Mục Thanh Ca đau lòng nhìn Phượng Tuyệt Trần mơ u bàn tay thượng dấu vết. Ngược lại là Phượng Tuyệt Trần một sự hiển nhiên âm ngoan, đáy mắt hiện lên một tia ý cười người, sau đó kéo qua Mục Thanh Ca tay nói. Ta không có việc gì, ngươi không phải tưởng cưỡi ngựa sao? Chúng ta đi thôi, nói liền kéo qua Mục Thanh Ca thượng Xích Liệt, sau đó Phượng Tuyệt Trần một cái xoay người trực tiếp rơi xuống Mục Thanh Ca phía sau. Mục Thanh Ca phát hiện dưới thân Xích Liệt tựa hồ có lộn xộn phát táo dấu vết liền lập tức sờ sờ Xích Liệt đầu, Trần An nó sao động tâm. Phượng Tuyệt Trần trầm giọng đối với Hiên Viên Lãng nói. Nói vậy Hiên Viên Thái tử hẳn là nhận thức trở về lộ. Sau đó kẹp động bụng ngựa, Xích Liệt liền nhanh chóng nhằm phía trước. Hiên Viên Lãng nhìn dần dần đi xa lưỡng đạo thân ảnh, thoạt nhìn là như vậy hài hòa, như vậy xứng đôi. Lật Dương quận chúa ngẩng đầu nhìn sang Hiên Viên Lãng lại thấy hắn tập trung tinh thần nhìn phía trước người. Lật Dương quận chúa tinh quang con ngươi dần dần ảm đạm không ánh sáng, sau một lúc lâu lúc sau thẳng đến kia thân ảnh nhìn không thấy, Hiên Viên Lãng mới mở miệng nói chuyện. Lật Dương, ngươi có biết cơ hội như vậy không nhiều lắm? Lật Dương quận chúa biết Lãng ca ca nói chính là cùng Phượng Tuyệt Trần ở chung cơ hội không nhiều lắm. Lãng ca ca, ngươi yên tâm đi, ta tin tưởng cửu vương gia khẳng định sẽ cưới ta, hắn không có khả năng mạo thiên hạ đại không vì cự hôn. Lật Dương, có lẽ ngươi cùng ta đều sai rồi, Hiên Viên Lãng nhàn nhạt mà nói. Hắn nhìn Thụy Dương quận chúa ánh mắt là như vậy nhu tình chuyên nhất. Chỉ sợ trong thiên hạ không có người sẽ tin tưởng hắn Phượng Tuyệt Trần cư nhiên sẽ có thâm ái nữ tử. Đúng là bởi vì trước kia không có cho nên không có người biết có được người thương Phượng Tuyệt Trần rốt cuộc sẽ làm ra sự tình gì tới. Lãng ca ca, ta có thể nhìn ra được hắn sẽ không từ bỏ Thụy Dương quận chúa. Lãng ca ca ý tứ là nói hắn sẽ vứt bỏ cưới ta, mà cưới Thụy Dương quận chúa sao? Lật Dương quận chúa mang theo một tia không dám xác định hỏi.
tuy rằng Lãng ca ca không nói gì nhưng là hắn biểu tình cũng đã nói cho nàng đáp án, Lật Dương quận chúa không dám tin tưởng nhìn kia hai người biến mất không thấy phương hướng. Hắn thật sự có thể làm được sao? Như là đang hỏi Hiên Viên Lãng, cũng như là lầm bầm lầu bầu. Hiên Viên Lãng xoay người nhìn về phía Lật Dương quận chúa, nhìn nàng môi đỏ khẽ mở, đôi mắt ngốc lăng. Lật Dương, liên tục gọi ba tiếng, Lật Dương quận chúa mới hồi phục tinh thần lại, Hiên Viên Lãng trịnh trọng mang theo nghiêm túc nhìn Lật Dương quận chúa hỏi. Lật Dương, nói cho ta, ngươi thích Phượng Tuyệt Trần sao? Lật Dương quận chúa mở ra liền muốn nói ra bản thân đáp án, Hiên Viên Lãng lại trước tiên nói. Lật Dương, không cần gạt ta, ta muốn ngươi thành thành thật thật nói cho ta, ngươi rốt cuộc có thích hay không Phượng Tuyệt Trần? Lãng ca ca, vì cái gì như vậy hỏi? Lật Dương quận chúa đem lúc trước chính mình muốn nói cấp đè ép đi xuống. Ngươi nếu là thiệt tình thích hắn, ngươi vừa rồi liền sẽ không có cái kia hành động. Hiên Viên Lãng nhàn nhạt nói. Ngươi ta từ nhỏ một khối lớn lên, ngươi mọi chuyện theo đuổi hoàn mỹ, ngươi ở thâm cung nhiều năm, ngươi sớm đã hiểu được như thế nào khắc chế chính mình cảm xúc cách trương. Ngu dại độc phi không dễ chọc chương 234. Ta đáp ứng sẽ không bỏ xuống ngươi một người, nguồn truyện audio cv.com. Hiên Viên Lãng lẳng lặng nhìn chăm chú Lật Dương quận chúa. Cho nên, Lật Dương ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc có thích hay không hắn? Thích có thể như thế nào? Không thích lại có thể như thế nào? Lật Dương quận chúa tự giễu cười cười. Hiên Viên Lãng hơi hơi đóng mắt đôi mắt. Lãng ca ca, rất nhiều chuyện ở 5 năm trước liền đã chú định, ta ý kiến, trong lòng ta suy nghĩ đã không quan trọng, quan trọng là đạt tới mục đích không phải sao? Lật Dương quận chúa cười như không cười nhìn Hiên Viên Lãng. Lật Dương, năm đó nếu không có ta, Lãng ca ca, năm đó ta liền nói qua không trách ngươi, không oán ngươi, hôm nay ta cấp ra đáp án cũng là giống nhau. Lật Dương quận chúa ôn nhu cười, sau đó nhìn mắt xanh thẳm không chung. Mặc kệ như thế nào, ta đã không có đường lui không phải sao? Lật Dương quận chúa tươi cười mang theo ba phần thê lương, sau đó xoay người trở về đường đi đi. Dù cho liên hôn thành công, nàng cũng sẽ không có hạnh phúc nhật tử, bởi vì Phượng Tuyệt Trần trước sau không phải nàng sở ái. Mà liên hôn không thành công, nàng trở lại Đông Ly lại có ai có thể cưới nàng đâu, đến lúc đó nàng bất quá chính là một cái không có người muốn nữ tử, người khác có lẽ còn có hậu lộ, mà nàng căn bản là không có đường lui. 5 năm trước nàng liền đã biết, vẫn luôn đều biết, Phượng Tuyệt Trần dục ngựa lao nhanh. Một tay ôm Mục Thanh Ca vòng eo, một tay lôi kéo cương ngựa, nửa khắc lúc sau, làm dưới thân con ngựa dần dần dừng lại đi lại. Xích Liệt tuy rằng vẫn là bất mãn lại cũng không có quá phận. Mục Thanh Ca kéo qua Phượng Tuyệt Trần bị thương mờ u bàn tay, sau đó từ trong lòng lấy ra thuốc mỡ mềm nhẹ cho hắn sờ lên, thực mau một đạo vết máu liền dần dần tiêu đi xuống. Phượng Tuyệt Trần thực thích lúc này Mục Thanh Ca thực ôn nhu làm người cảm thấy đáy lòng trước sau đều là ấm áp, Phượng Tuyệt Trần hôn hôn Mục Thanh Ca sườn mặt, Mục Thanh Ca cười cười hỏi: Ta suy nghĩ nếu là không có ta, ngươi có thể hay không thích thượng Lật Dương quận chúa? Sẽ không, Phượng Tuyệt Trần thực khẳng định trả lời. Mục Thanh Ca quay đầu lại nhìn về phía Phượng Tuyệt Trần hỏi. Vì cái gì, trừ bỏ ngươi ở ngoài, ta không có khả năng thích bất luận người, càng không thể có thể đối bất luận kẻ nào động tâm. Kia nếu không có gặp được ta đâu? Ta đây tuần hoàn hoàng huynh chi lệnh cưới người khác. Mặc kệ là ai, mặc kệ nhiều ít, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không đối với các nàng động tâm, nếu là không có gặp được ngươi tại nội tâm chỗ sâu trong ta như cũ là người cô đơn. Mục Thanh Ca ánh mắt khẽ nhúc nhích, giống nhau hoàng thất con cháu rất sớm liền đã có. Nữ nhân, nàng chỉ có thể hàm xúc biểu đạt ra tới. Vì cái gì ngươi không có? Giờ, Phượng Tuyệt Trần đơn giản sáng tỏ nói, Mục Thanh Ca khó hiểu nhướng mày nhìn phía sau người. Ta cảm thấy trừ mẫu phi ở ngoài này nàng nữ nhân đều là giờ. Hoàng huynh rất sớm liền tặng rất nhiều nữ nhân, bất quá có thứ ta ngay trước mặt hắn trực tiếp giết này đó nữ nhân, hoàng huynh liền không còn có đưa quá nữ nhân. Mục Thanh Ca có nghe qua chuyện này, bất quá vẫn luôn tưởng người ngoài nói ngoa, không nghĩ tới xác thực a. Phượng Tuyệt Trần xoay người xuống ngựa, sau đó duỗi tay ôm Mục Thanh Ca xuống dưới, Mục Thanh Ca tiếp tục hỏi. Lúc ấy ngươi bao lớn a? 14, Mục Thanh Ca có chút trợn mắt há hốc mồm, tuổi này ở 21 thế kỷ chỉ sợ còn ở thượng sơ trung đi. Mà nơi này đã bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi đưa nữ nhân. Hảo đi, cổ đại người tư tưởng là có chút khó có thể đuổi kịp, xem nàng thân thể này cũng mau 16, nói không chừng qua không bao lâu cũng muốn gả chồng. Mục Thanh Ca đột nhiên nằm trên mặt đất, nghe cỏ xanh hương thơm, nhìn xanh thẳm không trung, làm nàng có một loại tồn tại cảm giác, mà Phượng Tuyệt Trần nhìn Mục Thanh Ca khó được thích ý liền đi theo nằm ở Mục Thanh Ca bên cạnh. Nhìn khóe miệng nàng mỉm cười, Phượng Tuyệt Trần chỉ cảm thấy trên đời này chân quý nhất đồ vật đều không thắng nổi khóe miệng nàng một mặt mỉm cười. Chuyện audio cv.com, Phượng Tuyệt Trần, ngươi biết nằm nguyệt tam công sao? Ân, ngươi muốn,
Phượng Tuyệt Trần còn không biết Mục Thanh Ca trong tay đã bắt được Nằm Nguyệt Tam Công, nghe nàng như vậy vừa nói, còn tưởng rằng nàng muốn. Người nếu là muốn ta liền đoạt tới, người biết ở ai trong tay sao? Mục Thanh Ca đáy mắt mang theo một mặt thật sâu ý cười. Mặc kệ ở trong tay ai, chỉ cần ngươi muốn, cuối cùng cả đời ta cũng sẽ vì ngươi đoạt tới. Ai nói hắn sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, những lời này nghe xong quả thực liền cùng ăn mật đường giống nhau. Nằm Nguyệt Tam Công ở trong tay ta. Phượng Tuyệt Trần nguyên bản nhắm lại hai tròng mắt lập tức mở nhìn về phía Mục Thanh Ca, Mục Thanh Ca giải thích nói. Vì áp chế ta trong cơ thể ba cổ nội lực, Phổ Không Đại Sư đưa ta. Phượng Tuyệt Trần bá một chút ngồi dậy, Mục Thanh Ca còn tưởng rằng có cái gì đại sự vội vàng cũng đi theo ngồi dậy, đang muốn hỏi làm sao vậy, Phượng Tuyệt Trần vội vàng nói. Ngươi trong cơ thể ba cổ nội lực tương hướng, ta sẽ nghĩ cách ngươi không thể đi luyện Nằm Nguyệt Tam Công. Vì cái gì? Mục Thanh Ca không rõ nhìn Phượng Tuyệt Trần. Nằm Nguyệt Tam Công thời gian luyện thành căn bản là không vượt qua 5 người. Mà những người này đều là luyện võ kỳ tài. Từ nhỏ luyện khởi hoa không ít nhiều ít tâm tư. Nhanh nhất luyện thành Nằm Nguyệt Tam Công người cũng dài đến 15 năm lâu. Thanh Ca, ngươi không phải luyện võ kỳ tài, cũng không phải từ nhỏ luyện tập, sẽ có phi thường đại nguy hiểm. Mục Thanh Ca lắc đầu nói. Ta biết, nhưng là không thử xem như thế nào liền biết ta không được đâu. Ngươi yên tâm hảo, lần này ta sẽ không chỉ vì cái trước mắt, ta sẽ từ từ tới. Nằm Nguyệt Tam Công bất đồng với ta lúc trước cho ngươi nội công tâm pháp. Thanh Ca, Nằm Nguyệt Tam Công có rất cường đại nội lực kính. Nếu ngươi luyện thành công đích xác có thể trấn áp ngươi trong cơ thể không xong nội lực, nếu thất bại ngươi liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, ngươi có biết trong đó có bao nhiêu nguy hiểm? Phượng Tuyệt Trần không rõ Phổ Không Đại Sư rốt cuộc cho nàng Nằm Nguyệt Tam Công có gì ý nghĩa, nhưng là hắn tuyệt đối không cần Mục Thanh Ca có nguy hiểm. Thanh Ca, ngươi tin tưởng ta, ngươi trong cơ thể nội lực ta sẽ nghĩ cách tiêu trừ, ngươi không thể mạo hiểm thử một lần. Chính là ngươi lại không biết, nàng trong cơ thể không đơn giản là có ba cổ tương hướng nội lực áp chế tẩu hỏa nhập ma. Còn che giấu không ít độc khí a. Nằm Nguyệt Tam Công nếu là luyện thành không đơn giản là đối nàng nội lực có tăng lên. Mà còn có thể đủ thực tốt khống chế nàng thi triển cửu chuyển dương châm cứu độc khí lan tràn, chính là này đó Mục Thanh Ca đều không thể hướng Phượng Tuyệt Trần giải thích. Mục Thanh Ca đôi tay phủng Phượng Tuyệt Trần khuôn mặt cái chán chống Phượng Tuyệt Trần cái chán. Ta tin tưởng ngươi, nhưng là Phượng Tuyệt Trần, ngươi cũng muốn tin tưởng ta, ta sẽ không lấy chính mình sinh mệnh uy hiếp nói giỡn, ngươi phải tin tưởng ta càng nguyện ý sống sót. Thanh Ca, ân, Phượng Tuyệt Trần nâng lên nàng cằm nhìn thẳng nàng đôi mắt. Ngươi có phải hay không gạt ta cái gì? Mục Thanh Ca con ngươi khẽ nhúc nhích, nàng biết chính mình tiết lộ chính mình cảm xúc. Mục Thanh Ca duỗi tay nắm lấy Phượng Tuyệt Trần chống chính mình cầm tay. Ân, ta gạt chuyện của ngươi còn không ít, nhưng là ta hiện tại không thể nói cho ngươi. Phượng Tuyệt Trần tự nhiên biết nàng gạt chính mình sự tình không ít. Hắn không để bụng, nhưng là chỉ có một chút. Ngươi gạt ta cái gì? Ta không để bụng, nhưng là chỉ cần là uy hiếp đến ngươi sinh mệnh ta liền để ý. Thanh Ca, ngươi này mệnh ta xem so bất luận cái gì đều phải trọng, ngươi đáp ứng ta, không thể bỏ xuống ta một người. Mục Thanh Ca hơi hơi động dung, khóe môi giơ lên đại đại mỉm cười. Ta đã sớm đáp ứng ngươi sẽ không bỏ xuống ngươi một người. Ân, một câu đủ để ăn hạ hắn không song tâm. Phượng Tuyệt Trần nâng lên Mục Thanh Ca cằm, sau đó thật sâu hôn đi xuống. Đầu lưỡi không nóng nảy ở nàng cánh môi chi gian thân mật triền miên, thẳng đến hôn đến nàng đầu lưỡi tê dại. Phượng Tuyệt Trần lúc này mới đỉnh khai nàng hạo sỉ, thật sâu hàm chứa nàng lưỡi. Cách chương. Ngủ dại độc phi không dễ chọc, chương 235. Nàng dù sao cũng là người thân muội muội, nguồn chuyện audio cv.com. Mục Thanh Ca trở lại tướng phủ lúc sau sắc mặt vẫn là hồng nhuận có ánh sáng. Mới vừa vào phủ, Minh quản gia liền vội vàng tới rồi đối với Mục Thanh Ca nói, Mục tướng ở thư phòng chờ nàng. Mục Thanh Ca bước chân hơi hơi một đốn, sau đó hướng về Mục tướng thư phòng đi đến, đẩy mở cửa liền nhìn đến Mục tướng ngồi ở án thư mặt sau, trong tay tựa hồ nhìn mấy quyển tấu chương đang xem. Thừa tướng cha, người tới rồi, lại đây nhìn xem. Mục tướng đem trong tay tấu chương đưa cho Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca cầm tấu chương thời điểm còn hơi hơi giật mình, tấu chương không đều giống nhau là trạm đế phê duyệt sao? Vì cái gì sẽ ở thừa tướng cha trong tay? Đương nhiên Mục Thanh Ca cũng chỉ là ngẫm lại. Đường mở ra nhìn đến tấu chương mặt trên viết nội dung, Mục Thanh Ca chỉ cảm thấy vừa rồi trên mặt ửng đỏ nhất nhất rút đi, trở nên tuyết trắng tuyết trắng. Này đó tấu chương đều là bị ta ngăn lại tới, nếu là bị hoàng thượng nhìn đến mặt trên nội dung có thể nghĩ sẽ tạo thành bao lớn hậu quả. Như thế nào sẽ có người biết? Mục Thanh Ca nhìn tấu chương mặt trên nội dung hỏi, cư nhiên có người sẽ đem nàng không có đi Duyện Châu tin tức viết ở tấu chương thượng. Nàng nhớ rõ chính mình hết thảy đều là rất cẩn thận, hơn nữa ở Duyện Châu bên kia cũng bố trí nhân thủ, không có khả năng sẽ phát hiện nàng không có đi Duyện Châu. Mục tướng thở dài, ta ở Duyện Châu an bài tiếp đãi người của ngươi, sao lại ngươi không có đi Duyện Châu? Người nọ có cho ta truyền đạt thư từ,
lại không có nghĩ vậy phong thư từ sẽ bị người có tâm được đến. Hiện giờ có người bị thượng truyền tấu chương cấp hoàng thượng xem qua. Hoàng thượng trời sinh tính đa nghi, nhất định sẽ điều tra rành mạch, đến lúc đó người có tâm nhất định sẽ cho ngươi an thượng một cái tội khi quân. Mục Thanh Ca thủ hạ căng thẳng, cơ hồ đem trong tay tấu chương niết chi chi vang. Đều có ai? Mục tướng nhìn nữ nhi lạnh băng ánh mắt, ngươi muốn làm cái gì? Tự nhiên là phải cho bọn họ một cái đại đại kinh hỉ. Thanh Ca, ngươi không thể sằng bậy. Mục Thanh Ca ở trên bàn sách mặt lấy ra một chương giấy tuyên thành phô bình, sau đó đem bút lông đưa cho mục tướng nói. Thừa tướng cha, người có thể áp chế này đó tấu chương một ngày, 10 ngày, bọn họ vẫn là sẽ nghĩ mọi cách đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài. Đến lúc đó liền không phải người ta có thể ngăn cản, thừa dịp bọn họ còn không có cái kia tính toán, ta tự nhiên là muốn đem chuyện này cấp cắt đứt. Mục tướng tiếp nhận Mục Thanh Ca truyền đạt bút lông, sau đó ở giấy tuyên thành thượng viết xuống mấy cái tên. Nếu có thể lựa chọn, ta tình nguyện ngươi bình bình phàm phàm, không cần đi quản này đó lục đục với nhau sự tình. Mục Thanh Ca đem giấy tuyên thành thu hảo, nói. Bình phàm mang đến chính là tử vong. Nguyên chủ đủ bình phàm, chính là được đến lại là tử lộ một cái. Nàng cũng muốn bình bình phàm phàm sinh hoạt, nhưng là trở thành tướng phủ đại tiểu thư, liền chú định nàng không tầm thường nhân sinh, muốn quá thượng bình phàm bình đạm nhật tử nhất định phải đem sở hữu chướng ngại đều cấp quét dọn. Mục Thanh Ca đang muốn đi ra ngoài, mục tướng ở phía sau tự đáy lòng nói. Thanh Ca, chỉ Lan dù sao cũng là ngươi thân muội muội. Mục Thanh Ca bước chân một đốn, sau đó quay đầu lại nhìn mục tướng. Nàng lập tức liền phải gả chồng, nếu là nàng không có uy hiếp đến an toàn của ngươi, cha hy vọng ngươi không cần cùng nàng quá mức so đo. Mục tướng đối với Mục Chỉ Lan từ lúc bắt đầu liền không có nửa điểm sủng ái, hết thảy bất quá chính là dùng để mê hoặc người khác kỹ xảo thôi, mà Mục Chỉ Lan cũng được đến ứng có giáo huấn. Mục Thanh Ca nhìn chăm chú mục tướng, Mục Chỉ Lan là hắn nữ nhi. Một chút không yêu thương là thật, nhưng là cũng không thể dứt bỏ kia một chút huyết mạch chi tình a, mà Mục Thanh Ca đối với Mục Chỉ Lan xác thật không có nửa điểm hảo cảm, cho tới nay cũng không có đem nàng trở thành muội muội. Chuyện audio cv.com, thừa tướng cha, huyết thống phía trên nàng thật là ta thân muội muội, bất quá ở linh hồn thượng, nàng Mục Chỉ Lan còn không xứng. Bất quá người yên tâm hảo, hướng về phía như vậy một chút huyết thống, nàng không có quá phận ta cũng sẽ không động thủ. Nói, liền xoay người mở cửa rời đi. Mục tướng ngồi ở ghế trên hung hăng thở dài. Rất nhiều chuyện đều cùng hắn mong muốn suy nghĩ bất đồng, mục tướng nhìn về phía trên bàn tấu chương, sau đó cầm lấy mấy quyển tấu chương thủ hạ dùng một chút lực tức khắc hóa thành bột phấn. Mục Thanh Ca sắc mặt xanh mét trở lại lá rụng cư. Lăng Phong nhìn Mục Thanh Ca khí thế vội vàng bộ dáng từ trên cây phi thân mà xuống, Mục Thanh Ca đem trong tay giấy tuyên thành đưa cho Lăng Phong. Mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, ta không muốn nghe đến những người này trong miệng truyền ra đối ta không tốt dư luận. Lăng Phong quét mắt giấy tuyên thành mặt trên tên, đúng vậy, mà ở trong một đêm, giấy tuyên thành mặt trên 4 người đều đã xảy ra thực ly kỳ sự tình. Một cái bị phát hiện thời điểm treo cổ tự sát, một cái bị phát hiện thời điểm là ở giếng toàn thân đều phao lạn. Một cái dùng chủy thủ hoa khai thủ đoạn đem động mạch chủ huyết tẫn mà chết. Còn có cuối cùng một cái, là duy nhất tồn tại, lại cũng chỉ có thể vĩnh viễn nằm ở trên giường bệnh vượt qua tuổi già, đại phu trần bệnh ra tới là bệnh nặng. Không có người biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chuyện này bị phán nhập nam sở án treo bên trong. Ban đêm, Mục Thanh Ca mở ra nằm nguyệt tam công, từ cảm nghiệp chùa trở về liền vội vàng xử lý trong phủ việc. Rồi sau đó đó là nghỉ ngơi, vẫn luôn đều không có thời gian nhìn xem nằm nguyệt tam công. Nàng nhìn đêm nay trăng tròn liền lật xem nằm nguyệt tam công, nhìn mặt trên một cái tiểu nhân bộ dáng đả tọa nằm ngồi bộ dáng, mỗi cái bên cạnh đều sẽ phụ thượng một hàng chữ nhỏ. Mục Thanh Ca đáy mắt lập lòe nghi ngờ, sau đó liên tục mở ra mặt sau nội dung. Nàng phát hiện nàng trước kia cư nhiên gặp qua quyển sách này. Xem qua này đó đồ án, Mục Thanh Ca đột nhiên nâng lên đôi mắt, hơn nữa này đó đều không phải nguyên chủ ký ức mà là thật sự thuộc về nàng ký ức. Hạ hạ, về sau ngươi liền chiếu quyển sách này mặt trên nhân vật luyện tập. Lúc còn rất nhỏ ra ra liền tùy ý đem một quyển sách nhỏ cho nàng. Ngay lúc đó nàng chỉ có 3 tuổi, tuy rằng không rõ vì cái gì, nhưng là từ nhỏ liền sợ hãi ra ra nàng vẫn luôn thực nghiêm túc. Mỗi cái buổi tối đều sẽ dựa theo quyển sách nhỏ mặt trên người nằm ngồi luyện tập, hơn nữa mỗi lần đều là dùng như vậy tư thế lâm vào giấc ngủ bên trong. Thẳng đến sau lại nàng thi đậu nơi khác đại học, bởi vì là ở cùng bạn cùng phòng cùng nhau nơi lấy, từ lúc ấy bắt đầu nàng liền không còn có dựa theo quyển sách nhỏ mặt trên nhân vật luyện tập. Cứ như vậy qua rất nhiều năm, nàng đều không có nhớ tới kia bổn bị nàng quên đi quyển sách nhỏ, thẳng đến hôm nay nàng nhìn đến nơi này nội dung mới phát hiện cư nhiên là giống nhau như đúc. Nguyên lai năm đó, Gia Gia cho chính mình quyển sách nhỏ cư nhiên chính là nằm nguyệt tam công bí tịch. Chính là Gia Gia như thế nào sẽ có đâu. Hơn nữa năm đó nàng chính mình dựa theo mặt trên nội dung luyện tập cũng không có cái gì biến hóa a.
nhiều nhất nói cũng chính là thân thể cảm giác thực nhẹ nhàng. Dù cho là 3 ngày 3 đêm không ngủ được cũng sẽ không cảm giác được mỏi mệt. Năm đó chính mình vẫn luôn tưởng chính mình thể chất thật tốt quá, mạnh hơn người khác, hiện tại ngẫm lại có lẽ chính là năm đó luyện Nam Nguyệt Tam Công biến hóa. Chính là Phổ Không Đại Sư nói Nam Nguyệt Tam Công là thế gian nhất lợi hại nội công tâm pháp, vì sao năm đó nàng liền trừ bỏ thân thể nhẹ nhàng ở ngoài liền không còn có khác biến hóa đâu. Tiểu thư, Sương Khói gõ cửa, vào đi. Mục Thanh Ca không có thu hồi Nam Nguyệt Tam Công bí tịch mà là tiếp tục nhìn, trong lòng nghĩ quả nhiên là giống nhau như đúc a, khóe miệng mang theo 3 phần buồn cười. Sương Khói cầm chén thuốc bưng tới, lại nhìn đến Mục Thanh Ca trong tay bí tịch tay run nhẹ nhẹ. Tiểu thư, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Nam Nguyệt Tam Công nội công tâm pháp bí tịch sao? Mục Thanh Ca tự nhiên có thể cảm giác được Sương Khói nội tâm kích động. Đặc biệt là kia bưng chén thuốc tay, Mục Thanh Ca nhanh chóng phía sau từ nàng trong tay tiếp nhận chén thuốc, nếu không một chén sang quý thuốc bổ đã có thể muốn lãng phí ở tay nàng. Ân, Sương Khói hai mắt tỏa ánh sáng kính nể nhìn Mục Thanh Ca, ở trong lòng nàng chỉ sợ Mục Thanh Ca chính là một cái thần nhân đi. Tiểu thư, người cũng quá lợi hại, liền Nam Nguyệt Tam Công lợi hại như vậy nội công tâm pháp đều có thể lộng tới tay, cách chương. Ngủ dại độc phi không dễ chọc chương 236. Sư phó tìm tới môn, nguồn truyện audio cv.com. Mục Thanh Ca một hơi uống xong dược, sau đó cầm chén thuốc tùy ý đặt một bên. Cũng không nhìn xem tiểu thư nhà ngươi là ai. Sương Khói cười cười, đúng rồi, ngươi biết thế gian có nào vài người luyện thành Nam Nguyệt Tam Công sao? Nguyên bản nàng là muốn hỏi Phượng Tuyệt Trần, chính là lúc ấy bị Phượng Tuyệt Trần đánh gãy trong khoảng thời gian ngắn liền đã quên. Sương Khói lắc đầu nói, không biết, ta chỉ biết Vương Gia Hoa 15 năm thời gian luyện thành Nam Nguyệt Tam Công. Mục Thanh Ca đột nhiên ngẩng đầu, hắn luyện thành, Sương Khói dùng sức gật gật đầu nói, đúng vậy, thế gian nhanh nhất luyện thành Nam Nguyệt Tam Công đó là Vương Gia. Hắn như thế nào sẽ có này bổn bí tịch đâu? Mục Thanh Ca hỏi, Sương Khói nói, ta biết đến không phải rất rõ ràng. Ta cũng là nghe người khác trong vương phủ lão nhân nói qua. Vương gia khi còn nhỏ thân thể phi thường không tốt, sau lại hình như là một cái lão nhân cho vương gia một quyển võ công bí tịch, vương gia chiếu mắt trên luyện công lúc sau thân thể liền chậm rãi hảo đi lên. Sau lại ngầm phong ngâm có cùng ta nói rồi, vương gia sở luyện đó là Nam Nguyệt Tam Công, hoa 15 năm thời gian. Khó trách, hắn nội lực là như vậy thâm hậu, cho nàng chuyển vận như vậy nhiều nội lực lại vẫn là ở thực mau thời gian khôi phục lại, chính là cái kia cho hắn bí tịch lão nhân lại là ai đâu. Người có biết cái kia lão nhân thân phận? Sương Khói lắc đầu nói. Không biết, ta tuy rằng đi theo vương gia 10 năm, nhưng là vẫn luôn là ở nơi tối tăm bảo hộ làm một ít bí mật nhiệm vụ, cũng không có tiếp xúc quá mức bên ngoài người, chỉ biết cái kia lão nhân gia tựa hồ đối vương gia quan trọng nhất. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Trong thiên hạ Nam Nguyệt Tam Công bí tịch tổng cộng có bao nhiêu? 2 bổn, một quyển đã bị vương gia hủy hoại, một quyển khác vẫn luôn là rơi xuống không rõ. Lại không có nghĩ đến ở tiểu thư trong tay, tiểu thư, này bổn bí tích quan trọng nhất, nếu là làm gây rối người biết được ở tiểu thư trong tay, chỉ sợ hồ khiến cho đại loạn, tiểu thư phải cẩn thận. Năm đó vương gia cũng là vì phòng ngừa khiến cho không cần thiết phiền toái liền đem bí tích làm hỏng. Sương Khói lui ra ngoài lúc sau, Mục Thanh Ca liền đem bí tích thu lên, sau đó tẩy tẩy liền nằm ở trên giường, bất quá không phải tùy ý nằm, mà là nằm nghiêng, tay chỉnh tay hoa lan khởi động đầu, đơn chân gợi lên, nhắm mắt ngủ. Mục Thanh Ca như thế nào đều không có nghĩ đến ở nhiều năm về sau chính mình cư nhiên còn sẽ ôn lại năm đó tư thế ngủ. Cách thiên, Mục Thanh Ca tỉnh lại, nguyên bản cho rằng chính mình sẽ ngủ không được sẽ rất khó chịu, kết quả một buổi tối xuống dưới thể xác và tinh thần thoải mái, Mục Thanh Ca gọi Sương Khói tiến vào rửa mặt chải đầu mặc. Sương Khói đang ở cấp Mục Thanh Ca chải đầu, Hoa Trì liền đã đứng ở cửa. Tiểu thư, vào đi, Hoa Trì nhanh chóng đi đến. Sau đó đem trong tay tờ giấy nhỏ đưa cho Mục Thanh Ca, Mục Thanh Ca nhìn nghiêm túc, Hoa Trì mở ra tờ giấy, mặt trên chỉ có một hàng lời nói, chuyện quan trọng trao đổi Vạn Hoa Lâu. Là mân gì tự thoạt nhìn hẳn là ra rất lớn sự tình, nếu không sẽ không lại có như vậy mạo hiểm phương pháp bầu câu đưa thư đến tướng phủ. Mục Thanh Ca nhìn trong gương chính mình đã trang điểm hảo, liền đối với Sương Khói nói. Nam Trang, Sương Khói gật gật đầu thủ hạ nhanh chóng hủy đi nàng búi tóc. Vạn Hoa Lâu. Mục Thanh Ca một bộ thanh y ngồi xuống ở mân gì cùng Uẩn Cơ trước mặt. Người cứ như vậy cấp gọi ta tiến đến chính là đã xảy ra sự tình. Mân gì từ cái bàn phía dưới dọn ra một cái đại hộp. Sau đó mở ra hộp đó là nhìn đến bên trong toàn bộ đều là thỏi vang. Kim quang sáng sáng, cơ hồ muốn sáng mù Mục Thanh Ca mắt, cái này tiền chính là so lần trước Phượng Hạo Hiên đưa cho chính mình muốn nhiều hơn nhiều a. Mục Thanh Ca đôi mắt ánh sáng lập lòe. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, Uẩn Cơ che miệng cười. Mân gì giải thích nói, này tiền là một cái lão nhân lưu lại, Mục Thanh Ca dựng thẳng lên mày,
Lão nhân, một cái lão nhân nơi nào tới nhiều như vậy tiền a? Mần gì đem một tờ giấy nhỏ đưa cho Mục Thanh Ca. Hắn nói chỉ cần cái này cho ngươi, ngươi liền biết là ai. Mục Thanh Ca mở ra tờ giấy, mặt trên chỉ có hai chữ, đồ đệ. Hảo đi, nàng thừa nhận nhìn đến này hai chữ lúc sau đích xác biết là ai. Như vậy quen thuộc chữ viết, như vậy mắt sáng xưng hô trừ bỏ Từ Tuân, nàng sư phó lão nhân ra còn có thể có ai đâu. Bất quá hắn như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền. Hơn nữa bọn họ là thầy trò, cho dù có cái gì đại sự cũng không cần như vậy khách khí đi. Mục Thanh Ca cảm giác trong lòng chợt lạnh, có lẽ có sự tình gì nàng căn bản là không nghĩ tới. Người khác đâu, ở dưới lầu ghế lô, chuyenaudiocv.com, Quẩn Cơ nói, hắn vẫn luôn đều ở nơi đó chờ. Mục Thanh Ca vội vàng đứng lên liền phải hướng bên ngoài đi đến, bất quá còn hảo nhớ tới thiếu chút nữa quên đi một việc, liền đem bên hông tiểu bình sứ lấy ra tới đưa cho Mân gì nói. Mục Chỉ Lan hẳn là phái người tới đi tìm ngươi, ngươi làm người đem cái này đưa qua đi, làm nàng mỗi ngày đắp ở trên mặt. Hảo, Mân gì mang theo ngoài ý muốn tiếp nhận, nếu không có không phải thừa tướng cha cùng nàng nói qua thủ hạ lưu tình. Nàng căn bản là không có khả năng cấp Mục Chỉ Lan cái này dược. Cái này dược tuy rằng không thể hoàn toàn làm Mục Chỉ Lan mặt hảo. Rốt cuộc chỉnh dung lúc sau mặt vẫn là không giống nhau, huống chi nàng bỏ thêm một chút tay chân, nhưng là cái này dược có thể thực tốt khống chế mặt nàng bộ cứng đờ cùng giữ tợn vặn vẹo. Mục Thanh Ca nhanh chóng đi đến dưới lầu ghế lô, sau đó đẩy cửa ra liền nhìn đến ngồi ở chỗ kia Từ Tuân, Mục Thanh Ca thân thiết kêu. Sư phó, sau đó mang lên môn, Từ Tuân thổi dâu trừng mắt nhìn Mục Thanh Ca, ngươi còn biết ta là sư phó của ngươi à? Mục Thanh Ca chân chó giống nhau cấp Từ Tuân tự mình châm trà, sau đó cười tủm tỉm nói. Tự nhiên a, ta chính là vẫn luôn đều nhớ rõ ngài là sư phó của ta a, dù cho đã quên sở hữu sự tình cũng sẽ không quên ngài là sư phó của ta. Những lời này Mục Thanh Ca tuyệt đối là thiệt tình, Từ Tuân kia bổn y thư đối nàng ảnh hưởng rất lớn, làm nàng học được rất nhiều đồ vật. Đặc biệt là ở dùng châm phương diện này, mỗi lần dùng châm Mục Thanh Ca tay đều sẽ có chút mỏi mệt cảm giác. Chính là dựa theo Từ Tuân mặt trên hoạt động chính mình khớp xương chỗ, cư nhiên không phải như vậy khó chịu, còn có những cái đó chưa từng nghe thấy trung dược, nàng học được thật sự rất nhiều. Từ Tuân ánh mắt mang cười, chính là lại vẫn là sụ mặt. Người nếu còn biết ta lão nhân gia là ngươi sư phó, vậy ngươi như thế nào đã trở lại cũng không biết đến xem sư phó của ngươi lão nhân gia, còn muốn lão nhân này ra tự mình tới tìm ngươi. Mục Thanh Ca nghịch ngợm le lưỡi. Sư phó a, ta này không phải vội sao? Còn có chút sự tình không có xử lý xong đâu, vốn dĩ nghĩ xử lý tốt sự tình liền đi tìm sư phó, không nghĩ tới sư phó nhưng thật ra trước đã tìm tới cửa. Thật là rất vội, vội vàng ứng phó Lật Dương quận chúa đi. Từ Tuân hình như có ý vô tình nói. Mục Thanh Ca trợn to hai tròng mắt nhìn Từ Tuân, ngươi. Nhà đầu a, ngươi nói vi sư sửa kêu ngươi bán hạ nhà đầu, vẫn là Thụy Dương quận chúa đâu. Mục Thanh Ca miếu máu. Sư phó làm sao mà biết được. Từ Tuân dùng ngón tay sủng nịch điểm một chút Mục Thanh Ca đầu. Ngươi thật đúng là đương vi sư như vậy mấy chục năm y thuật đều bạch học. Ngày đó ở trong yến hội cho ngươi bắt mạch thời điểm liền đã biết. Lúc ấy vi sư còn nghi hoặc đâu. Thụy Dương quận chúa mạch đập như thế nào cùng ngươi mạch đập như thế tương tự. Người có tương tự, vật có tương tự, nhưng là mỗi người mạch đập lại là bất đồng, bởi vì mỗi người thân thể trạng huống không giống nhau, nha đầu, ngươi mạch bán đứng ngươi. Mục Thanh Ca cười cười nói. Đúng vậy, kỳ thật ngày đó sư phó bắt mạch thời điểm ta còn có chút khẩn trương ngài nhận ra ta đâu. Bất quá sau lại ngươi vẫn luôn đều không có phản ứng, ta còn nhẹ nhàng thở ra đâu, không nghĩ tới a, nguyên lai ngài đều là trang nha, cách trương. Ngủ dại độc phi không dễ chọc, chương 237. Bởi vì hắn là người thân ca ca, nguồn chuyện audio cv.com. Từ Tuân lại lần nữa duỗi tay gõ một chút Mục Thanh Ca đầu, động tác thực nhẹ căn bản là tạo không thành không được cái gì đau đớn cảm giác. Hoàng thượng từ trước đến nay khôn khéo, trời sinh tính lại đa nghi, nếu ta biểu hiện ra một chút cái gì tới, chỉ sợ ngươi liền sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Mục Thanh Ca nhẹ nhàng le lưỡi. Từ Tuân thở dài, chỉ sợ thế gian rất khó có người đoán được Trích Tiên bán hạ chính là tướng phủ đại tiểu thư đi. Ngươi thật đúng là im lặng thì thôi. Ra tiếng kinh người a, nhà đầu, mặc kệ ngươi có cái gì thân phận, hiện giờ bán hạ cái này thân phận đối với ngươi mà nói chính là một loại nguy hiểm, không thể làm người phát giác ngươi cái này thân phận tới. Nếu bị Trạm Đế biết Mục Thanh Ca còn có cái này thân phận, chỉ sợ đến lúc đó Mục Thanh Ca chỉ có một cái lộ. Mục Thanh Ca thận trọng gật gật đầu nói, sư phó ta biết ta sẽ tiểu tâm hành sự. Lần này bị Từ Tuân phát giác, chỉ sợ còn sẽ có người phát giác, bất quá lệnh Mục Thanh Ca thả lỏng chính là còn hảo phát giác người đều sẽ không cùng nàng là địch, nếu không hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Bất quá sư phó, ngươi lần này hoa nhiều như vậy tiền tới tìm ta có cái gì chuyện quan trọng sao? Từ Tuân gật gật đầu nói.
chuyện này giải thích lên phi thường phiền toái, ngươi hiện tại cùng vi sư đi, vi sư vừa đi vừa nói chuyện cho ngươi nghe. Mục Thanh Ca cảm thán với sự tình tầm quan trọng liền lập tức đi theo Từ Tuân rời đi. XX, đường Mục Thanh Ca đi theo Từ Tuân tới Hoàng Cung thời điểm. Sắc mặt có chút không tốt, nàng tuy rằng nhìn ra được tới Trạm Đế thân thể trạng huống đã không hảo. Nhưng là như thế nào đều không có dự đoán được đã như sư phó theo như lời như vậy nghiêm trọng đi theo Từ Tuân từng bước hướng về Trạm Đế nghỉ ngơi cung điện đi đến. Trạm Đế dựa vào giường nệm thượng đánh giá quỳ gối trước mặt trong truyền thuyết Trích Tiên bán hạ. Quả nhiên như trong truyền thuyết có một bộ quyết định hảo tướng mạo. Ngay cả hắn hoàng đệ chỉ sợ đều cập không thượng nàng Mỹ. Tự nam tự nữ làm người rời không ra tầm mắt, chính là Trạm Đế nhất ngạc nhiên chính là nàng tướng mạo cư nhiên có chút cực giống người nào đó, đã có 6 phần tương tự, nếu cái này bán hạ thay nữ trang, chỉ sợ càng thêm tưởng tượng. Ngươi, hắn còn chưa từng có phát hiện có người cư nhiên sẽ cùng Vân Dung Tuyết như thế tương tự, ngay cả Mục Thanh Ca đều cập không thượng, Mục Thanh Ca chỉ là rất giống, mà nàng lại là mặt tựa. Giống, quá giống, Mục Thanh Ca trong lòng nhất thời vang lên một chút. Không xong, nàng cư nhiên đã quên chính mình này khuôn mặt cùng mẫu thân vẫn là có vài phần tương tự. Mục Thanh Ca nhìn thấy Trạm Đế ngây người nhìn chính mình thời điểm mới nghĩ đến, hiện giờ nghe Trạm Đế trong lời nói giống, trong lòng hơi hơi lạnh lẽo lên. Từ Tuân nhìn Trạm Đế sắc mặt không đúng, liền hỏi. Hoàng thượng, ngài nói cái gì? Trạm Đế nhẹ nhàng ho khan một tiếng phục hồi tinh thần lại, sau đó nhìn đến Mục Thanh Ca nói. Người chính là Trích Tiên bán hạ. Hồi hoàng thượng, tại hạ đúng là bán hạ. Trạm Đế tay trình nắm tay đặt ở miệng che giấu ho khan vài tiếng, sau đó tiếp tục nói. Trẫm nghe nói ngươi y thuật phi thường lợi hại, Từ Tuân cũng hướng trẫm đề cử ngươi, làm ngươi cho trẫm chạy chữa là bất đắc dĩ sự tình, ngươi lại đây cho trẫm nhìn xem. Mục Thanh Ca gật đầu tiến lên, sau đó ý bảo Trạm Đế đem tay đặt ở trên bàn. Mục Thanh Ca cho hắn tinh tế bắt mạch, hắn mạch đập khi cường khi nhược. Nhưng là có thể khám ra hắn đích xác không có bao lâu có thể sống, liền như sư phó theo như lời nhiều nhất cũng chỉ có 4 tháng thời gian, Mục Thanh Ca buông tay. Trạm Đế nhìn mắt Từ Tuân liền hỏi, bán hạ ngươi khám ra kết quả như thế nào? Như sư phó lời nói, vậy ngươi nhưng có trị liệu biện pháp? Mục Thanh Ca rũ mi, Trạm Đế trầm giọng nói, trẫm không muốn nghe lời nói dối, ngươi nhưng có biện pháp kéo dài trẫm thọ mệnh. Hoàng thượng, tại hạ sẽ tận ta có khả năng. Trạm Đế đánh giá nhìn Mục Thanh Ca, nói như vậy tuy rằng bất động nghe, nhưng là Trạm Đế lại có thể nghe ra nàng trong lời nói tự tin, trong lòng cũng buông xuống một chút. Nếu là tận ngươi có khả năng, trẫm có thể sống bao lâu? Hoàng thượng cần gì phải bị thời gian sở trói buộc đâu? Có thể sống bao lâu thật sự vô pháp khẳng định, tại hạ sẽ cùng sư phó tận có khả năng làm hoàng thượng sống được càng lâu, hoàng thượng cứ việc yên tâm, đây cũng là trị liệu bước đầu tiên. Trạm Đế đóng liếc mắt một cái đôi mắt, sau đó xoa xoa giữa mày nói. Nếu như vậy, trẫm liền tin ngươi một lần, ngươi mấy ngày này liền ở tại trong cung đi. Mục Thanh Ca sắc mặt khẽ biến, nếu là nàng ở tại trong cung chỉ sợ sẽ ra đại sự. Từ Tuân đồng dạng sắc mặt cũng là biến đổi, sau đó đối với Trạm Đế nói. Hoàng thượng, bán hạ ở tại trong cung chỉ sợ sẽ có không ổn. Trạm Đế ngẩng đầu trầm sắc nhìn lướt qua Từ Tuân tiếp tục nói. Trong cung nhiều một người đích xác không tính cái gì, nhưng là người này nếu là bán hạ nói, chỉ sợ sẽ khiến cho người khác nghi ngờ, đến lúc đó đối hoàng thượng long thể cũng là không ổn. Trạm Đế xoa giữa mày tay buông xuống, Từ Tuân nói không tồi, người khác biết bán hạ ở tại trong cung, nhất định sẽ suy đoán đến thân thể hắn ra trạng huống. Từ Tuân tiếp tục nói, hoàng thượng yên tâm, thần sẽ an bài bán hạ ở tại thần trong nhà, như vậy cũng hảo cùng thần thương nghị trị liệu phương pháp. Trạm Đế gật gật đầu nói, cũng hảo. Mục Thanh Ca lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó cùng Từ Tuân chuẩn bị lui xuống đi. Bán hạ, Trạm Đế đột nhiên mở miệng, Mục Thanh Ca nhanh chóng dừng lại bước chân xoay người cung kính nhìn Trạm Đế lạnh giọng nói. Chuyện này nếu trẫm từ bị dân cư xuôi tai thấy một chữ trẫm liền giết ngươi, chu diệt ngươi 9 tộc. Là, Mục Thanh Ca lui đi ra ngoài. Ở Mục Thanh Ca cùng Từ Tuân sau khi ra ngoài, An Công Công liền bưng chén thuốc đã đi tới sau đó đưa cho Trạm Đế ý bảo làm An Công Công cầm chén thuốc đặt ở một bên, An Công Công nói. Hoàng thượng, nô tài xem cái kia bán hạ công tử nhưng thật ra tin tưởng 10 phần có thể y hảo, hoàng thượng có thể yên tâm. Y hảo, trẫm đã không bắt buộc, trẫm chỉ nghĩ sống lâu chút thời gian. Hoàng thượng, An Công Công muốn nói lại thôi, nhìn Trạm Đế bi thương khuôn mặt, An Công Công đáy mắt mang theo nước mắt. Trạm Đế xoa giữa mày chậm rãi đứng lên thở dài. Ngươi vừa rồi nhưng thấy cái kia bán hạ, hắn có phải hay không cùng nàng lớn lên rất giống. An Công Công biết hoàng thượng theo như lời là ai, sau đó nói. Hoàng thượng, trẫm tối hôm qua lại mơ thấy nàng. Trạm Đế lạnh lạnh nói. Có lẽ là trẫm đại nạn mau tới rồi, cho nên thường xuyên mơ thấy nàng. Bất quá như vậy cũng hảo.
Trẫm cùng nàng có thể ở trong mộng gặp nhau, trong mộng nàng vĩnh viễn đều sẽ không đối trẫm trừng mắt dựng mục, trong mộng nàng chỉ là xảo ngôn vui cười như vậy ôn nhu nhìn trẫm. Dù cho không phải thật sự, Trạm Đế Tâm cũng đã sớm bị trấn an, kỳ thật tử vong đối với hắn mà nói cũng không sợ hãi. Hắn có thể cùng Vân Dung Tuyết gặp nhau cũng không có gì không tốt, nhưng là hắn còn có quá lớn sự tình không có làm xong, hắn không yên tâm. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương vừa rồi phái người lại đây, nói là thỉnh hoàng thượng ngàn vạn Thanh Tuyền cung có chuyện quan trọng thương nghị, nô tài xem hẳn là vì tứ hoàng tử hôn sự. Nàng nhưng thật ra còn có cái kia tâm, Trạm Đế không nóng không lạnh nói. Phái người đi theo hoàng hậu nói, chẫm ngày mai liền hạ chỉ. Là, nô tài này liền đi nói. Nếu ngươi muốn cho hắn cưới tướng phủ nhị tiểu thư, lương gia tiểu thư, chẫm dẫn ngươi lại như thế nào? Mục Thanh Ca cùng Từ Tuân hướng về cửa cung đi đến, Từ Tuân trên đường hỏi. Người nhưng có nắm chắc, Mục Thanh Ca lắc đầu nói, sư phó, không có người sẽ có 10 phần nắm chắc, hoàng thượng bệnh cũ tái phát hơn nữa suốt ngày mệt nhọc thành tật ta duy nhất có thể làm cũng chính là làm hắn sống càng lâu một ít nhưng là sư phó cái này lâu sẽ không vượt qua một năm. Từ Tuân trầm trọng gật gật đầu, liền tính không cần Mục Thanh Ca nói, Từ Tuân cũng biết hoàng thượng thân thể thật sự là quá mức mệt nhọc có thể sống quá nửa năm đều đã xem như bản lĩnh. Từ cửa cung đi vào tới một cái người, Từ Tuân cùng Mục Thanh Ca đồng thời dừng lại bước chân. Tam hoàng tử, Phượng Hạo Hiên như thế nào đều không có nghĩ đến cư nhiên sẽ ở trong cung gặp được Mục Thanh Ca, con ngươi mang theo một tia ý cười sau đó hướng về Mục Thanh Ca đi tới. Không nghĩ tới sẽ ở chỗ này nhìn thấy bán hạ công tử. Thật là làm người ngoài ý muốn a, Từ Tuân giải thích nói. Hoàng thượng đối với cứu trị Mẫn quận ba tánh người phi thường cảm tạ, liền làm thần mang bán hạ lại đây nhìn xem. Phượng Hạo Hiên tự nhiên không thèm để ý này đó, chỉ là tùy ý gật gật đầu nói. Thì ra là thế. Tam hoàng tử nếu là không có mặt khác sự thần liền mang bán hạ trước ra cung đi. Từ thái y ta có một ít lời nói muốn đơn độc cùng bán hạ công tử nói chuyện. Từ Tuân nhìn về phía Mục Thanh Ca, Mục Thanh Ca khẽ gật đầu, Từ Tuân liền nghĩ cửa cung ngoại đi đến. Bán hạ cô nương hai chữ thêm phi thường trọng, tam hoàng tử ta không ngại ngươi kêu ta bán hạ công tử. Hảo y ngươi lời nói, bán hạ công tử, Phượng Hạo Hiên tâm tình hiển nhiên thực vui sướng, khóe miệng vẫn luôn đều mang theo vài phần ý cười. Đi ngang qua các cung nữ sôi nổi đều mắc cỡ đỏ mặt trộm nhìn mắt tam hoàng tử. Có chút cung nữ đang xem đến Mục Thanh Ca thời điểm sôi nổi đều là trừng lớn hai mắt. Không dám tin tưởng thế gian cư nhiên sẽ có như vậy hoàn mỹ người tồn tại, bất quá bị tam hoàng tử liếc mắt một cái, các cung nữ sôi nổi nhanh chóng rời đi. Tam hoàng tử ta còn có chuyện quan trọng trong người, tam hoàng tử nếu là không có gì sự tình thỉnh cho phép tại hạ đi trước cáo lui. Chuyện audio cv.com Phượng Hạo Hiên duỗi tay giữ chặt Mục Thanh Ca cánh tay, Mục Thanh Ca tránh thoát mà khai mắt lạnh nhìn Phượng Hạo Hiên, Phượng Hạo Hiên không sao cả cười cười nói. Ta chỉ là tưởng cùng bán hạ công tử đơn độc tụ tụ, không biết bán hạ công tử nhưng nguyện cho ta một cái cơ hội. Không muốn, Mục Thanh Ca nhìn hắn trong mắt nhất định phải được phi thường không thoải mái. Rõ ràng là cùng An Chết giống nhau như đúc mặt, chính là gương mặt này lại làm nàng cảm giác được trái tim băng giá. Đúng vậy, rõ ràng thoạt nhìn là như vậy một cái ôn tồn lễ độ nam tử chính là nào đó thời điểm rồi lại làm nàng cảm thấy người này chính là sói đội lốt cừu. Mục Thanh Ca đi nhanh hướng cửa cung ngoại đi đến, Phượng Hạo Hiên cũng không có nhiều hơn ngăn trở, chỉ là xoay người nhìn Mục Thanh Ca rời đi thân ảnh, tựa hồ có một khác đạo thân ảnh ở chính mình đầu bên trong lập lòe, Phượng Hạo Hiên hơi hơi nhướng mày, sự tình tựa hồ càng ngày càng thú vị. XX, Mục Chỉ Lan ghé vào trên giường, cả người đều là tái nhợt không có chút máu. Thường ở như vậy địa phương chỉ có thể làm đại phu bắt mạch. Sau đó làm bích hoàn cho chính mình mặt dược chính là tưởng tượng đến nàng ở như vậy nhiều người trước mặt chịu nhục Mục Chỉ Lan liền hận không thể dùng chăn đem chính mình đầu cấp mông lên. Tiểu thư, bích hoàn đi đến, trong tay cầm một cái tiểu bình sứ. Người tốt nhất là có chuyện quan trọng. Mục Chỉ Lan không kiên nhẫn nói, nàng phân phó qua người đừng làm người lại đây quấy rầy nàng, ngay cả bích hoàn cũng là không ngoại trừ. Tiểu thư, người xem, đây là Vạn Hoa Lâu Mân gì phái người đưa lại đây, nói là bán hạ công tử vì ngài chuẩn bị. Cái gì, ai ra, Mục Chỉ Lan kích động trực tiếp muốn bỏ dậy, trong khoảng thời gian ngắn đã quên chính mình ai quá bản tử, đột nhiên vừa động mặt sau truyền đến đau đớn cơ hồ muốn đem nàng bao phủ. Tiểu thư, Bích Hoàn vội vàng đỡ lấy Mục Chỉ Lan, sau đó làm nàng chậm rãi nằm sấp xuống. Mục Chỉ Lan từ nàng trong tay nhanh chóng đoạt quá tiểu bình sứ. Này thật là bán hạ công tử làm người đưa lại đây. Bích Hoàn gật gật đầu nói, là người tới nói chỉ cần tiểu thư mỗi ngày bôi lên một lần, mặt liền sẽ không có việc gì. Thật tốt quá, thật tốt quá. Mục Chỉ Lan hiện tại hưng phấn đã quên phía sau đau đớn. Trên mặt kinh hỉ dương, tuy rằng trở nên dữ tợn nhưng là nàng đã không để bụng, có này bình dược nàng về sau đều không cần lo lắng cho mình mặt.
Kia, Bán Hạ công tử như thế nào không chính mình tự mình tới? Người tới nói, bởi vì Bán Hạ công tử mới trở về gần đây có rất nhiều sự tình đi không khai, cho nên trước đem dược cấp tiểu thư lấy tới. Mục Chỉ Lan không nghi ngờ có hắn kích động gật gật đầu. Người mau đi cho ta chuẩn bị một phần đại lễ đưa đi Vạn Hoa lâu, liền nói là ta cảm ơn Bán Hạ công tử. Lúc trước một nửa Hạ công tử bất mãn cũng đều biến mất. Đặc biệt là ngày ấy nghe được Bán Hạ công tử cứu Mục Thanh Ca lúc sau, nàng một nửa Hạ công tử phi thường bất mãn, bất quá hiện tại đều biến mất, trong lòng chỉ có tràn đầy cảm kích. Mục Thanh Ca, ngươi chờ, chung có một ngày ta sẽ làm ngươi quỳ cầu ta. Mục Chỉ Lan siết chặt trong tay dược bình, đáy mắt quang mang chợt lóe, làm nhân tâm kinh đến sợ hãi. Lá dụng cư, Mục Thanh Ca đem Túc Phượng y thư cùng Từ Tuân y thư toàn bộ đặt ở trên bàn, một tờ lật xem có thể hay không thực tốt tìm ra phương pháp cứu trị Trạm Đế. Kỳ thật Mục Thanh Ca cũng không thích Trạm Đế, nàng nương sở dĩ sẽ đã chịu như vậy đại vũ nhục đều là bởi vì Trạm Đế. Hắn ái đem nương bước tới rồi tuyệt cảnh bên trong, nhưng là lại có làm người đau lòng, mà Mục Thanh Ca không thích Trạm Đế cũng có nguyên nhân này, lớn hơn nữa nguyên nhân đây là người này ba lần bốn lượt vì hắn tự cho là đúng chủ trương phải đối nàng hạ sát thủ. Nhưng là không thể phủ nhận còn lại là, hắn là Phượng Tuyệt Trần thân ca ca. Nhiều năm như vậy, hắn đối đãi Phượng Tuyệt Trần cái này đệ đệ thật là tốt không lời gì để nói. Nàng dù cho lại không thích hắn, cũng sẽ xem ở phát đâu cảm giác ra mặt mũi thượng khuynh tẫn toàn lực kéo dài hắn thọ mệnh. Mà lúc này cửa sổ tự động mở ra, Mục Thanh Ca liền đầu đều không có nâng một chút. Mà một bóng hình chậm rãi tiếp cận Mục Thanh Ca thực mau liền đã đi vào Mục Thanh Ca phía sau, nhìn Mục Thanh Ca nghiêm túc ký lục cái gì, hai bổn y thư đều mở ra. Gặp được cái gì giải quyết không được nghi nan tạp chứng sao? Đúng vậy, Mục Thanh Ca đầu cũng không có hồi trực tiếp trả lời. Phượng Tuyệt Trần hơi hơi mỉm cười, sau đó cúi người đem Mục Thanh Ca bế lên đến chính mình ngồi xuống, lúc sau đem Mục Thanh Ca đặt chính mình hai chân thượng. Ta nghe nói ngươi hôm nay lấy Bán Hạ thân phận đi theo Từ Tuân tiến cung. Ân, có một số việc Mục Thanh Ca tuy rằng không nói, nhưng là Phượng Tuyệt Trần đã đoán được. Hắn có phải hay không? Nói, Phượng Tuyệt Trần liền đã nói không được nữa. Mục Thanh Ca buông trong tay thư, sau đó ngẩng đầu nhìn Phượng Tuyệt Trần nói. Ta không có cách nào lừa ngươi, Hoàng thượng thân thể đích xác đã phi thường không hảo, ta không xác định ta có thể làm hắn sống bao lâu, nhưng là ta sẽ đem hết toàn lực kéo dài hắn thọ mệnh. Kỳ thật Phượng Tuyệt Trần đã sớm đoán được, Hoàng huynh thân thể không thể so trước kia hắn rất sớm thời điểm liền đã biết. Cho nên rất nhiều sự tình hắn đều phí tâm phí lực chính mình đi giải quyết, không cần Hoàng huynh lại đương chính mình hậu thuẫn. Thanh Ca cảm ơn ngươi. Phượng Tuyệt Trần biết Mục Thanh Ca kỳ thật không thích hắn, nhưng là nàng lại nguyện ý. Hắn là người thân ca ca, ta sẽ không mặc kệ. Ân, Phượng Tuyệt Trần vùi đầu vào nàng cổ chi gian, hấp thụ trên người nàng hương thơm. Phượng Tuyệt Trần, Lật Dương quận chúa sự tình ngươi muốn như thế nào giải quyết? Phượng Tuyệt Trần ngẩng đầu hôn hôn Mục Thanh Ca gương mặt, sau đó nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không hỏi. Mục Thanh Ca một cái chừng mắt đảo qua đi. Lật Dương quận chúa dễ đối phó, bất quá cái kia Hiên Viên Lãng liền khó đối phó. Mục Thanh Ca tán đồng gật gật đầu, nếu là dễ đối phó nói chỉ sợ cũng sẽ không trở thành Đông Ly Thái tử nhiều năm như vậy còn không ngã đài đi. Ta biết ngươi nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Phượng Tuyệt Trần cười cười, ân, đối với Phượng Tuyệt Trần mà nói, chỉ cần có thể đạt tới mục đích mặc kệ dùng cái gì phương pháp đều là đáng giá cách trương. Ngủ dại độc phi không dễ chọc chương 238. Ca cảm ơn ngươi, nguồn truyện audio cv.com. Hôm sau, Mục tướng mang theo Mục Thanh Ca cùng Mục Chỉ Lan đều quỳ gối đại sảnh bên trong. An công công mở ra thánh chỉ thì thầm, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu giáng, trẫm nghe Mục tướng chi thứ nữ Mục Chỉ Lan, tài mạo song toàn, kính cẩn đoan mẫn, hoàng hậu cùng trẫm cung nghe chi cực duyệt, ban cho tứ hoàng tử Nguyệt Minh vì Lan Trắc phi, duẫn này tháng sau 15 thành hôn. Khâm thử, Mục Chỉ Lan tiếp chỉ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mục Chỉ Lan đôi tay cung kính phụng thánh chỉ. Nàng đợi nhiều năm như vậy rốt cuộc chờ tới tứ hôn thánh chỉ, Mục Chỉ Lan đáy mắt mang theo nước mắt, nàng cảm thấy trước kia sở chịu khổ đều là đáng giá. Sau đó đoàn người đều đứng lên, Mục tướng lại so với không được Mục Chỉ Lan như vậy vui vẻ. An công công, bổn tướng đưa ngươi đi ra ngoài. An công công nhìn ra được tới Mục tướng có chút muốn nói với hắn đơn độc nói, vì thế gật đầu nói. Làm phiền tướng ra, hai người đi đến tướng phủ cửa, Mục tướng hỏi. An công công, nếu là bổn tướng không có nhớ lầm nói, tháng sau 15 lương gia tiểu thư cùng tứ hoàng tử thành thân. Tướng gia trí nhớ thực hào, tướng gia tưởng cũng không tồi, nhị tiểu thư cùng lương tiểu thư xác thật là cùng ngày gả vào tứ hoàng tử phủ đệ. Hoàng thượng nói cùng một ngày càng thêm vui mừng, hơn nữa bỏ lỡ tháng sau 15 liền phải đợi thật lâu mới có thể tìm nhật tử.
mà An Công Công ngụ ý đó là nhà ngươi nhị tiểu thư chỉ sợ chờ không được lâu như vậy đi. Mục tướng nhíu một chút mày, cùng một ngày, chính phi cùng Trắc phi cùng một ngày vào phủ, có thể nghĩ sẽ đến ra cái dạng gì kết quả. Ngự thư phòng, Phượng Tuyệt Trần ngồi ở phía dưới phê duyệt tấu chương, An Công Công đỡ Trạm Đế từ phía sau ra tới. Trạm Đế đối với An Công Công làm một cái mạc ra tiếng động tác. Sau đó nhẹ nhàng đi bước một đi hướng bên kia, nhìn ngồi ở ghế trên hạ bút có thân Phượng Tuyệt Trần. Thanh lãnh tuấn lãng mặt mày càng thêm cực giống phụ hoàng, nguyên bản hắn tuấn mỹ tướng mạo di truyền mẫu phi, hiện giờ xem ra hắn tuấn lãng mặt mày lại là càng thêm cực giống phụ hoàng. Từ khi nào, bọn họ phụ hoàng ở ngự thư phòng cũng là như thế phê duyệt tấu chương. Trạm Đế lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn Phượng Tuyệt Trần, rồi sau đó nhịn không được vẫn là thấp hụ vài tiếng, Phượng Tuyệt Trần không có buông bút. Hoàng huynh đang xem cái gì? Người cùng phụ hoàng càng ngày càng giống. Phượng Tuyệt Trần tay hơi hơi một đốn. Dưới ngòi bút một giọt mực nước ở tấu chương thượng hóa khai, rồi sau đó Phượng Tuyệt Trần bất động thần sắc che giấu một chút chính mình vừa rồi tạm dừng, chỉ là cười như không cười nói. Phải không, Tuyệt Trần, ngươi hiện tại còn oán hận phụ hoàng. Phượng Tuyệt Trần đem phê duyệt xong tấu chương buông, sau đó nhìn về phía Trạm Đế nói. Đối ta mà nói, hắn ở ta ký ức bên trong đã không tồn tại. Năm đó phụ hoàng đều không phải là không yêu không nghĩ bảo hộ mẫu phi. Chỉ là hắn không có cái kia năng lực. Tuyệt Trần, ta hy vọng ngươi minh bạch điểm này, rất nhiều thời điểm chúng ta đều có bất lực thời điểm. Trạm Đế ngồi vào Phượng Tuyệt Trần bên cạnh nhìn chăm chú hắn. Phượng Tuyệt Trần không có hé răng, đối với hắn mà nói này đó đều không quan trọng. Trạm Đế nhìn mặt vô thần tình, thất thần Phượng Tuyệt Trần, bất đắc dĩ thở dài. Ở ngươi trong lòng, sợ là chúng ta đều không quan trọng. Ngươi chỉ có tâm tâm niệm niệm một cái Mục Thanh Ca, chậm nhưng thật ra cảm thấy rất kỳ quái, nàng như thế nào có thể nhập ngươi mắt, làm ngươi vì nàng làm như vậy nhiều sự tình. Thế gian nữ tử ngàn ngàn vạn vạn, mà Mục Thanh Ca bất quá chính là trong đó nhất bình phàm một cái. Trạm Đế đến nay cũng không biết chính mình đệ đệ đến tột cùng nhìn chúng nàng cái gì. Hoàng huynh, ở ngươi trong mắt ta là điên cuồng, nhưng là ta trên thực tế so bất luận kẻ nào đều phải thanh tỉnh, về Lật Dương quận chúa sự tình ta đã nghĩ kỹ rồi giải quyết biện pháp. Ngươi không cần nói cho chậm, ngươi tính toán làm như vậy. Chỉ có biện pháp này không phải sao? Còn có một cái phi thường đơn giản lưu loát biện pháp, chính là ngươi trực tiếp cưới Lật Dương quận chúa. Đối với Hoàng huynh mà nói này thật là một cái đơn giản lưu loát biện pháp. Nhưng là đối với ta mà nói, lại so với đao sơn chảo dầu còn muốn cho người khó chịu, vì đạt tới mục đích ta sẽ không chết thủ đoạn, đối đại quốc gia đại sự ta cũng là giống nhau, ta sẽ cùng Hiên Viên Lãng thương thảo. Ngươi cảm thấy hắn sẽ đồng ý? Hắn nhất định sẽ đồng ý. Hắn ở Đông Ly địa vị mọi người đều biết. Hiện tại hắn đôi tay tán thành hóa thân đơn giản là muốn lợi dụng Lật Dương quận chúa được đến bổn vương duy trì. Có được nam sở lực lượng đạt tới mục đích của hắn, chính là hiện tại ta không cần Lật Dương quận chúa liền có thể làm hắn đạt thành mục đích, như vậy có lợi mua bán hắn há có bất đồng ý đạo lý. Trạm Đế lắc đầu nói, kia cũng chỉ là tạm thời, Tuyệt Trần, hắn sẽ sợ hãi một khi đạt tới mục đích lúc sau, chúng ta nam sở sẽ phản công. Ta sẽ hứa hẹn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tấn công Đông Ly. Ngươi điên rồi, Hoàng huynh, ta thực thanh tỉnh, ngươi phải biết rằng ngươi như vậy sẽ làm chúng ta đánh mất tốt nhất thu phục Đông Ly biện pháp. Chuyện audio cv.com, Hoàng huynh làm ta cưới Lật Dương quận chúa, chẳng lẽ là làm ta càng tốt tấn công Đông Ly sao? Phượng Tuyệt Trần chào phúng hỏi lại, nếu là nói vậy, hai nước đối lập Lật Dương quận chúa liền sẽ là chúng ta nam sở lớn nhất phiền toái. Có lẽ cũng là bọn họ Đông Ly lớn nhất phiền toái, làm phiền toái Lật Dương quận chúa sẽ đi lên nào một cái không có người biết. Trạm Đế gật gật đầu. Đúng vậy, không có người so với hắn càng minh bạch điểm này. Hắn lúc ấy suy nghĩ đến thật là như vậy, hắn hoàn toàn không có suy xét quá Lật Dương quận chúa, trong mắt hắn Lật Dương quận chúa cũng bất quá chính là khống chế Đông Ly thế tử. Chậm, hoàn toàn liền không để bụng Lật Dương quận chúa. Ta biết Hoàng huynh để ý chính là ngươi Giang Sơn, ngươi xưng bá thiên hạ dã tâm. Ta có thể cấp Hoàng huynh hứa hẹn thiên hạ chung có một ngày sẽ là thuộc về nam sở, nhưng là liên hôn lợi dụng ta hôn nhân ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Trạm Đế thở dài, người như thế nào liền biết Hiên Viên Lãng sẽ đồng ý. Bởi vì hắn so với ta rõ ràng hơn, ta hứa hẹn xa so dùng một nữ nhân ý đồ khống chế ta muốn thành công nhiều. Hảo, bởi vì hắn là đệ đệ, cho nên hắn nguyện ý thỏa hiệp. Cả cảm ơn ngươi. Trạm Đế đáy mắt hiện lên một tia lệ quang. Dịch Quán, Phong Ngâm đem sự tình cùng Hiên Viên Lãng chuyển đạt một lần. Hiên Viên Lãng giữa mày hiện lên một tia khác thường quang mang cùng kinh ngạc. Phong Ngâm nhàn nhạt quét mắt Hiên Viên Lãng nói. Vương gia muốn nói, ta đã chuyển đạt thực minh bạch, vương gia sẽ chờ Hiên Viên Thái tử hồi phục. Phong Ngâm đi rồi, Hiên Viên Lãng còn ngốc ngốc đứng ở nơi đó, mà nói thúc trong mắt cũng tràn đầy khiếp sợ. Không nghĩ tới cửu vương gia vì một nữ nhân cư nhiên có thể làm được tình trạng này.
biết nội tình người biết cửu vương gia làm như vậy hoàn toàn chính là bởi vì một cái Mục Thanh Ca thôi. Hiên Viên Lãng trên mặt còn mang theo không có tiêu trừ kinh ngạc, Ngôn Thúc tiếp tục nói. Kỳ thật như vậy kết quả chưa chắc không phải tốt nhất, chủ thượng, như vậy quận chúa có thể không cần gả đến Nam Sở, mà chúng ta cũng có thể được đến cửu vương gia trợ giúp. Hiên Viên Lãng biết như vậy đối hắn mới là tốt nhất. Nhưng là tại nội tâm chỗ sâu trong hắn, trong tiềm thức mặt vẫn là hy vọng Phượng Tuyệt Trần có thể cưới Lật Dương, nói vậy, nàng liền sẽ không gả cho Phượng Tuyệt Trần. Chủ tử, chuyện này muốn hay không trước cùng quận chúa nói. Hiên Viên Lãng nâng lên tay ngăn cản Ngôn Thúc, không cần, đãi ta ngẫm lại đi. Ngôn Thúc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mắt Hiên Viên Lãng, không rõ chuyện này còn cần tưởng cái gì, đây là một kiện đối bọn họ trăm lợi mà không một làm hại sự tình, trừ phi là... Chủ tử là lo lắng quận chúa thích cửu vương gia cho nên không chịu thiện bãi cam hưu sao, cách chương. Ngủ dại độc phi không dễ chọc chương 239. Ngươi hẳn là không lớn thích ta đối với ngươi động thủ đi, nguồn truyện audio cv.com. Ngôn Thúc ngươi sai rồi. Lúc này Lật Dương quận chúa đẩy cửa trực tiếp đi đến, nhìn còn không có đến ra một cái kết quả Hiên Viên Lãng. Không phải bởi vì ta, mà là bởi vì Lãng ca ca trong lòng thích người kia. Ngôn Thúc không rõ Lật Dương quận chúa ý tứ, vì thế nhìn về phía Hiên Viên Lãng, Lật Dương quận chúa nhìn chăm chú Hiên Viên Lãng sau đó đối với Ngôn Thúc phân phó nói. Ngôn Thúc ngươi trước đi ra ngoài đi, ta có lời tưởng cùng Lãng ca ca nói chuyện. Ngôn Thúc nhìn hai vị chủ tử chi gian tựa hồ có chút không đúng không khí, liền lập tức lui đi ra ngoài. Lãng ca ca ta vừa rồi không có nói sai đâu. Lật Dương quận chúa trong mắt mang theo lệ quang, rồi lại quật cường không có làm nước mắt chảy xuống tới. Người thích Mục Thanh ca cho nên mới sẽ nghĩ cự tuyệt chuyện tốt như vậy, cho nên mới sẽ nghĩ hao hết tâm tư đem ta gả cho Phượng Tuyệt Trần, chẳng sợ biết rõ ta không thích hắn. Bởi vì ngươi biết một khi ta gả cho Phượng Tuyệt Trần lúc sau, Mục Thanh ca liền khẳng định sẽ không ở gả cho Phượng Tuyệt Trần, bọn họ hai người chi gian còn sẽ có thật lớn xung đột cho nên... Ngươi vì một cái Mục Thanh ca, muốn hy sinh ta, chẳng sợ ngươi đã từng là như vậy yêu thương ta, chẳng sợ ngươi ta từ nhỏ một khối lớn lên ở chung 15 năm. Ta không biết ngươi là như thế nào thích thượng Mục Thanh ca. Nhưng là ta trực giác nói cho ta. Ta không có đoán sai. Lãng ca ca, ngươi tổng nói ngươi là nhất hiểu biết ta. Nhưng là theo ý ta tới không hẳn vậy, mà ta lại là nhất hiểu biết ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì, muốn được đến cái gì, vì thế nguyện ý trả giá cái gì, ta đều biết. Hiên Viên Lãng nhìn Lật Dương quận chúa trong mắt nước mắt thực mau liền rớt xuống dưới, lại bị nàng nhanh chóng lau sạch, vành mắt hồng hồng cực kỳ giống khi còn nhỏ đã chịu ủy khuất bộ dáng. Lật Dương, Lãng ca ca, hẳn là đã sớm biết ta là thích ngươi đi. Chính là ngươi lại vĩnh viễn lảng tránh suy nghĩ, 5 năm trước khi ta biết được chính mình muốn liên hôn lúc sau ta tâm là tan vỡ, Lãng ca ca, ngươi biết không? Từ nhỏ đến lớn ta thích nhất chính là ngươi, khi còn nhỏ vẫn luôn mộng tưởng chính là phải gả cho Lãng ca ca. Chính là ngươi lại cho ta trầm trọng một kích, làm ta mộng còn không có bắt đầu liền đã dập nát. Không có người biết ngày đó ta phải biết tin tức thời điểm ta ở ổ chăn khóc một buổi tối. Ngày hôm sau bởi vì đôi mắt sưng đỏ, ta không dám đi gặp ngươi, ta không có trách quá ngươi, trước nay cũng không có oán quá ngươi, không phải bởi vì khác, đó là bởi vì ngươi là của ta Lãng ca ca, ta thích ta ái Lãng ca ca mà thôi. Hiên Viên Lãng sắc mặt chỉ có chấn động, khiếp sợ, hắn vẫn luôn đều biết Lật Dương đối với chính mình có không giống nhau cảm tình. Nhưng là hắn vẫn luôn cự tuyệt suy nghĩ vấn đề này, lảng tránh Lật Dương cảm tình, thậm chí từng có một đoạn thời gian tránh thoát Lật Dương. Ta biết ngươi vẫn luôn lảng tránh cảm tình của ta. Ta biết ngươi đối ta chỉ có huynh muội chi tình. Ta sợ ngươi có chịu tội cảm. Ta sợ ngươi về sau không bao giờ muốn nhìn đến ta. Cho nên ở 5 năm trước ta liền hiểu được ngụy trang chính mình, ngụy trang thành không hề thích bộ dáng của ngươi, ngụy trang thích Phượng Tuyệt Trần bộ dáng. Nhưng là Lãng ca ca, ngươi biết ta có bao nhiêu thống khổ sao? 5 năm trước nàng còn chỉ là một cái 10 tuổi tiểu nữ hài thôi. Ta có 3.000 sủng ái, nhưng là này đều không phải ta muốn. 5 năm tới, nàng không ngừng ngụy trang, chính là đêm tối tiến đến lại có mấy người biết nàng sâu trong nội tâm cô tịch cùng bi thương đâu. Lật Dương, ta biết người nghĩ muốn cái gì, cho nên ta nghiêm khắc yêu cầu chính mình nhất định phải giúp được ngươi. Hiện giờ đã không còn yêu cầu ta giúp ngươi, mà ngươi lại vẫn là muốn hy sinh ta. Ta chưa bao giờ biết Lãng ca ca ngươi cũng có như vậy tàn nhẫn một mặt. Thực xin lỗi, Lật Dương. Lật Dương quận chúa hít sâu một hơi, sau một lúc lâu lúc sau nhận mệnh thở dài. Thôi, ngươi muốn thế nào liền thế nào đi, dù sao cuộc đời của ta đã hủy hoại, có đôi khi cảm thấy hy vọng lại xa vời vẫn là sẽ có hy vọng, nhưng là hiện tại ta đã không cần. Lật Dương quận chúa thật sâu nhìn mắt Hiên Viên Lãng sau đó xoay người đi ra ngoài. Không có người biết nàng có bao nhiêu không nghĩ gả cho Phượng Tuyệt Trần. Gả cho một cái không yêu chính mình.
chính mình cũng không yêu nam nhân, cho dù là cô độc sống quãng đời còn lại cũng so như vậy muốn vui vẻ nhiều đi, chính là liền như vậy một cái tàn nhẫn cơ hội hắn đều không muốn bố thí. Chuyện audio cv.com, Hiên Viên Lãng nhìn Lật Dương quận chúa bi thương xoay người thân ảnh. Có một số việc, có chút lời nói, Lật Dương chưa từng có mở miệng nói qua. Lại không có nghĩ đến nói ra nói, làm hắn tâm một trận đau đau. Mấy năm nay, hắn rốt cuộc làm cái gì? XX, Mục Thanh Ca không nghĩ tới Lật Dương quận chúa cư nhiên sẽ tìm tới chính mình. Nghe tới Minh quản gia nói, Mục Thanh Ca hiển nhiên thực kinh ngạc nhìn về phía Minh quản gia. Sau đó liền nhìn đến hắn phía sau đi tới Lật Dương quận chúa, hôm nay nàng xuyên một bộ màu đỏ váy áo, quyến rũ màu đỏ ở nàng trên người rồi lại có vẻ như vậy linh động hoạt bát. Minh quản gia đối với lập tức mà đến Lật Dương quận chúa bất mãn, không phải làm nàng ở trong sảnh chờ sao? Mục Thanh Ca, ta có lời cùng ngươi nói. Lật Dương quận chúa trong tay roi ngựa chỉ vào Mục Thanh Ca ngạo khí nói. Mục Thanh Ca đối với Minh quản gia vẫy vẫy ý bảo hắn đi xuống. Mục Thanh Ca từ trên ghế quý phi lên, nhìn khí thế hừng hực vành mắt rồi lại đỏ một vòng Lật Dương quận chúa cảm thấy không thể hiểu được hỏi. Lật Dương quận chúa, ta không biết ngươi ta chi gian còn có cái gì hảo thuyết, Lật Dương quận chúa nếu là muốn mua ta xích liệt ta đã cùng ngươi đã nói ta. Lật Dương quận chúa trong tay roi ngựa hung hăng huy hướng Mục Thanh Ca. Sương khói sắc mặt lạnh lùng, mà trên cây lăng phong tắc nhanh chóng trực tiếp nhảy xuống bắt lấy Lật Dương quận chúa roi ngựa. Lật Dương quận chúa dùng sức rút về chính là lăng phong lại lạnh lùng nắm, Lật Dương quận chúa cả giận nói. Ngươi chẳng lẽ chính mình cứ như vậy vô dụng sao? Mỗi lần đều là muốn người khác cho ngươi chắn roi. Đó là ta không giống ngươi, mỗi lần đều thích đối người huy roi. Mục Thanh Ca hơi hơi tiến lên một bước, sau đó ý bảo lăng phong buông tay. Lật Dương quận chúa rút về chính mình roi ngựa. Tựa hồ còn tưởng lại đánh qua đi, chính là nhìn bên người nàng như hổ rình mồi nhìn chính mình lăng phong, Lật Dương quận chúa khẽ cắn môi hung hăng đem chính mình roi ngựa ném xuống đất. Ta có lời cùng ngươi nói. Những lời này ngươi vừa rồi đã nói qua, ngươi nếu là có nói cái gì nói thẳng là được. Lật Dương quận chúa nhìn đứng ở một bên lăng phong cùng sương khói. Sau đó trừng mắt một đôi mắt đẹp nhìn Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca ý bảo làm lăng phong cùng sương khói đi xuống. Lăng Phong cùng Sương Khói liếc nhau, Sương Khói có chút không yên tâm nhìn Lật Dương quận chúa, ai biết nàng có thể hay không xông lên đi đối với tiểu thư lại huy roi a. Lật Dương quận chúa trầm giọng nói, các ngươi yên tâm hảo, bổn quận chúa sẽ không lại động thủ. Sương Khói nhìn mắt Mục Thanh Ca sau đó cùng Lăng Phong cùng nhau đi ra sân. Ngươi có cái gì, lời nói cứ việc nói thẳng đi, Mục Thanh Ca một câu còn không có nói chuyện. Ngươi không cần thích Phượng Tuyệt Trần, Lật Dương quận chúa thức trực tiếp xong xuôi đánh gãy Mục Thanh Ca nói. Hơn nữa một câu liền làm Mục Thanh Ca kinh thấu đứng ở tại chỗ, xem nhược trí giống nhau nhìn Lật Dương quận chúa, Lật Dương quận chúa tiếp tục nói. Ta mặc kệ các ngươi trước kia phát sinh quá sự tình gì, nhưng là hiện tại ta không cho phép ngươi lại thích hắn. Nga, như thế rất thú vị nói a, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Mục Thanh Ca lạnh giọng hỏi, bởi vì ta sẽ trở thành cửu vương phi, ta không cho phép ngươi thích phu quân của ta. Mục Thanh Ca hiển nhiên thực không thích những lời này, Lật Dương quận chúa ta kính ngươi là Đông Ly quận chúa, ngươi hẳn là không lớn thích ta đối với ngươi động thủ đi, cách chương. Ngủ dại độc phi không dễ chọc chương 240. Bởi vì hắn ái chính là ta, nguồn truyện audio cv.com. Lật Dương quận chúa nhìn trước mặt lạnh lùng nhìn chăm chú vào chính mình Mục Thanh Ca. Không phải vừa rồi nhu hòa khuôn mặt mà là một loại lãnh, làm người lãnh đến đáy lòng, Lật Dương quận chúa trong lòng cả kinh nói. Ta là các ngươi cửu vương gia 5 năm trước liền đã đính hạ cửu vương phi. 5 năm tới ta vẫn luôn ở vì trở thành một cái tốt cửu vương phi nỗ lực, dựa vào cái gì ngươi vừa xuất hiện liền lật đổ ta nỗ lực. Ngươi thích Phượng Tuyệt Trần, Mục Thanh Ca hơi hơi nhướng mày hỏi. Đây là tự nhiên, Lật Dương quận chúa cho dù có chút tự tin không đủ lại vẫn là ưỡn ngực cường ngạnh nói. Cho nên ngươi tốt nhất là cho ta ly cửu vương ra xa một chút, hắn sẽ là ta Lật Dương phu quân, mà không phải ngươi Mục Thanh Ca. Ngươi nếu là thật sự thích hắn vừa rồi liền sẽ không do dự, hơn nữa ta xem ra tới ngươi cũng không thích hắn. Mục Thanh Ca là từ ngày ấy đua ngựa thời điểm nhìn ra tới, nguyên lai nàng nhìn Phượng Tuyệt Trần đáy mắt cũng không có tình yêu, ngược lại. Ngươi thích chính là Hiên Viên Lãng. Lật Dương quận chúa sắc mặt khẽ biến, nàng không nghĩ tới nàng cư nhiên liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới. Ngươi, Lật Dương quận chúa rất muốn phản bác, chính là nàng lại phát hiện chính mình có